Đừng may mắn, tay may mắn, bốn phương trời thật nhiều may mắn. Đến siêu thị may mắn, mang về những niềm vui. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu thị may mắn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của Nệm Vạn Thành. Sao con muốn hỏi sư phụ gì nè? Sư phụ ơi, con thích làm ca sĩ mà. Wow, con ca được không mà đòi làm ca sĩ? Dạ được. Đâu ca thử sư phụ nghe coi. Ba hương con vì con giống mẹ, mẹ hương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa lạ nhớ gần nhau là cười. Hay quá à. Nhưng mà sư phụ thấy nếu như con muốn hát chuyên nghiệp hơn á thì sư phụ sẽ mời đến đây hôm nay những người chơi sẽ giúp cho con trên con đường ca hát, con chịu không? Dạ chịu. Con có biết ba người chơi ngày hôm nay là ai không? Hồ Biên. Mà gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm, mà gió cứ mãi vô hình làm sao giữ. Có thể yêu một nụ hôn, có thể nhớ một mùi hương, và vì sao lại không thể quên những đau thương. Thật nhiều cho với niềm thương đau, có nhau rồi lại mất nhau. Vòng tay em vui với ai hay chẳng chốn này duyên tình tàn nát. Vì em đã cho đêm yêu thương con tim anh làm cho vui thế gian. Người ơi, có những lúc em cô đơn thương tình anh, mà nào anh có hay đến đâu nhận ra tình yêu ấy muôn màng anh đã bỏ em xa đi thật sâu. Nào mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên lên cho ta đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Và niềm vui. Sĩ bữa nay rảnh rỗi ra ngoài công viên này hát hò vui quá ha. Dạ. Đang làm gì đây? Đang nuôi ý định gì phải không? Đang tập hát. Ừ, tập hát chuẩn bị có chương trình đó anh. Ủa, có chương trình gì mới hả? Kali? Có một cái chương trình gọi là chương trình nói chung là bí mật đi, nhưng mà có mời cả ba người là Việt My, Chí Cường và Kali tham gia, cho nên ba anh em đang tạo một cái tiết mục thật là hấp dẫn và tôi vậy là có nghĩa là tình cảm nó hơi rắc rối và sau đó giải quyết một cách êm đềm và vui vẻ hạnh phúc nữa đúng không? Đúng rồi, dạ. Vậy thì hay quá. Vậy chứ hôm nay thằng Tài đâu đây? Ta đến đây là để báo cho mọi người biết tất cả các sĩ đây đã được chọn là người chơi của siêu thị may mắn tuần này. Trong ba người ai được chơi? Thôi vậy anh nhường cho hai em chơi nha. Thôi đi. Thôi giờ về đi, muốn vui hơn để cho cả ba ca sĩ vô chơi một lượt, chịu không? Yeah. Đi còn đó gì nữa, đến siêu thị may mắn. Yeah. Và bây giờ con hãy mau mau mời ba người chơi vào đây nào, đi nào. Chúng ta sẽ gặp lại ba người chơi của ngày hôm nay, đó chính là ba ca sĩ Việt My, ca sĩ Chí Cường và ca sĩ Kali. Đầu tiên thì ba người chơi hãy mau mau chào quý khán giả đi ạ. Lần đầu tiên cho phép Việt My gửi lời chào đến hai vị thần tài rất là dễ thương và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Siêu thị may mắn. Hy vọng rằng ngày hôm nay hai vị thần tài này sẽ đem đến may mắn không chỉ cho Việt My mà cả hai người cùng chơi luôn ạ. Cái còn Chí Cường. Chí Cường xin trân trọng kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem chương trình Siêu thị may mắn và xin chào hai thần tài rất là dễ thương và rất là bụ bẩm ạ. Còn Kali thì sao? Kali xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Siêu thị may mắn và cũng xin chào thần tài lớn và thần tài nhỏ rất là ba ca sĩ hôm nay là những khách mời rất là đặc biệt của chương trình và là người chơi chính nữa. Bây giờ cảm giác của mọi người như thế nào ha? Có thường hay đi siêu thị không? Em thì cuối tuần hay cùng mẹ vào siêu thị la cà khoảng vài tiếng. Hy vọng rằng kinh nghiệm nó sẽ giúp ích cho em vào ngày hôm nay. Thế còn Chí Cường ở nhà bạn có thường hay đi siêu thị không hay là chỉ có gia đình đi thôi? Nói chung thì Cường bận đi diễn rồi bây giờ bận công việc kinh doanh nữa. Rồi bây giờ thì nói chung đi siêu thị thì không có thời gian, cái đó là do mẹ Cường đi thôi. Kinh doanh về cái gì?
Cường mới mở một shop quần áo à? À, shop quần áo, nhưng mà trong đây ít có quần áo lắm. Nhiều món lắm à. À, rất là nhiều món là để nằm trong nhà của mình, như nước mắm nè, ha, dầu ăn nè, ha, hay là gối nè, mền mùng chiếu gối. Không biết là bạn có khả năng có thể dự đoán được tất cả các sản phẩm không? Cái này chắc cũng thấy sản phẩm này thì nói chung cũng có biết được một hai vài sản phẩm cũng đã sử dụng. Nhưng mà Cường nghĩ hôm nay chắc nhường phần thắng lại cho hai bạn của Cường quá. Nhớ nha anh. Thế còn Kali thì sao đây? Nghe Chí Cường nói xúc động quá. Kali thì rất là bận, cho nên cái thời gian để mà đi siêu thị cũng rất là ít. Cũng có đi, nhưng mà không có đi nhiều lắm. Cho nên giá cả thì chỉ biết được chút chút thôi. À, hình như Kali đang chuẩn bị một cái bộ phim gì mới lắm phải không? Đúng rồi, Kali đang tham gia một bộ phim 60 tập, đó là phim Vòng Tròn Cạm Bẫy. À, và Kali đóng vai gì với Vòng Tròn à? Đừng có dành vai đó với lại thần tài nha. À, không có đâu. Phim này Kali đóng vai một cô gái cũng hơi lẳng lơ một chút xíu. À. Hơi quyến rũ nha mọi người. Đó. À, nhưng mà tâm hồn có thật thà không? Không, không thật thà. À, chứ là vai phản diện đầu tiên của Kali trên màn ảnh đúng không? Không phải là vai phản diện đầu tiên mà là vai phản diện thứ ba. À, vậy có kinh nghiệm phản diện rồi ha. Thường thì ví dụ mình muốn phản diện thì mình phải làm sao? Cái mặt mình phải ác hả? Mặt mình phải ép lên, mắt mình phải như vậy nè. Ồ, đó, đó, rồi sao nữa? Ví dụ như cái câu đầu tiên mà chào người ta, mình muốn gây sự quyến rũ đối với người khác thì mình phải làm sao? Mình sẽ... Mình phải... Mắt rồi nè, rồi đó, rồi nói là sao? Ví dụ như anh ơi, ngồi xuống đi, rồi sao? Thì mình nói nó cho nó nhẹ nhàng. Nói như nhẹ nhàng như thế nào là nhẹ nhàng? Thì anh ơi... Ngồi xuống đi. Thôi tôi đi. Bởi vì sao chúng ta phải vào chương trình thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên được mang tên gì con? Sản phẩm may mắn. Gối ngủ cao su thiên nhiên Vạn Thành sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản 2000, được khử mùi hoàn toàn, mềm mại, êm ái, đàn hồi tốt, độ bền cao. Nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Viên sông Hương Tràm dùng để sông toàn thân trị cảm cúm, sông sát trùng mũi họng khi bị viêm hay bị ho, sông trong nhà tắm hơi để thư giãn, phòng chống virus AH5N1, phòng bệnh cho người lớn tuổi và trẻ sơ sinh. Với ô mai, mật ong và thảo dược, thuốc ho bảo thanh tiêu đờm, bổ phế, điều trị hiệu quả ho mạn tính, ho tái đi tái lại, ho dai dẳng lâu ngày, bảo thanh thuốc ho đông dược cao cấp được người tiêu dùng tín nhiệm. Nước ép trái cây Vifresh có trong chai và ly là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên cho cơ thể khỏe mạnh và năng động mỗi ngày. Đến vòng thi đầu tiên được mang tên sản phẩm may mắn. Đầu tiên, thần tài sẽ tặng cho mỗi người chơi mỗi người một chiếc xe đẩy. Nhưng mà xe chỉ để đó thôi chứ không có đẩy được. Mà ba người chơi phải dùng hết sức của mình, chạy ào đến cây kệ, lấy đúng 10 sản phẩm sau khi xem đoạn video clip gồm 10 sản phẩm ta đưa ra. Bây giờ thì con hãy mau mau đếm hiểu lệnh đi. Đằng sau quay. Gói ôm cao su Vạn Thành, nước mắm cabin nhãn đỏ 500ml, viên sông Hương Trà, thuốc ho Bảo Thành, nước trái cây Refresh, nước mắm cabin nhãn vàng 750ml, gói nằm cao su Vạn Thành, phố sinh, khăn giấy ướt baby care và nghe phụ khang. 3, 2, 1, bắt đầu. Chạy. Đó, nhớ lấy đúng 10 sản phẩm nè, đừng lấy dư, đừng có lấy thiếu. Nhanh lên, nhanh lẹ thiệt lẹ, coi chừng bỏ lộn vô cái của người khác. Rồi, nhanh lên, đúng 10 sản phẩm, chạy thiệt lẹ. 3, 2, 1, hết giờ. Bây giờ thấy ai cũng thở hổn hển hết. Nhưng mà thật sự thần tài cũng hơi sốc là không biết trong 3 ca sĩ ai đã lấy thêm cái sản phẩm này nè. Cái này là của Kali phải không? Công nhận rất là chuyên nghiệp, chạy là quăng guốc á, chứ mang guốc này là té à, mệt à, đúng không? Thằng tài thấy là nãy giờ thằng tài để ý kỹ lắm rồi. Bây giờ để xem ba người chơi của chúng ta sẽ lấy đúng 10 sản phẩm hay không nhé. Nào đệ tử hãy chuẩn bị giúp thằng tài nha. Sản phẩm đầu tiên là gói ôm cao su Vạn Thành, cả ba đều có. Nước mắm cabin nhãn đỏ 500ml, cốp A3 luôn. Viên sông Hương Tràm. Còn có thấy có không? Có một người có.
thuốc ho Bảo Thanh. Cả ba đều có nước trái cây Refresh. Cả ba đều có luôn nước mắm cabin nhãn vàng 750ml. Hai người có gối nằm cao su Vạn Thành. Cả ba đều chọn ra, nhưng mà cái này là gòn nha bạn Việt My ha, cho nên có hai người thôi. Phố Sinh. Ba người đều có khăn giấy ướt Baby Care. Ba người có luôn. Và nghe phụ khen. Cả ba người chơi đều có. Và bây giờ kết quả như thế nào vậy thần tài đệ tử? Dạ cô, Việt My được 8 sản phẩm. Yeah. Cô Chí Cường được 10 sản phẩm. Wow. Cô Kali được 9 sản phẩm. Wow. Bây giờ thì ca sĩ Việt My và ca sĩ Kali mỗi người được 1.000 điểm. Riêng ca sĩ Chí Cường được 2.000 điểm. Và chúng ta cùng với không khí vui vẻ này đến với vòng 2 được mang tên Chiếc Gợi May Mắn. Xin chào khán giả của chương trình Siêu Thị May Mắn. Quỳnh Chi tin rằng quý vị đã vừa có giờ phút theo dõi chương trình thật là nhiều niềm vui và thú vị cùng với gia đình của mình, đúng không ạ? Bây giờ đây quý vị đang đến với chuyên mục dành riêng cho khán giả truyền hình với những phần quà rất là hấp dẫn. 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura. Và phần quà này chỉ thuộc về quý vị nào trả lời đúng câu hỏi của mỗi tuần và thật là may mắn trong được quay số của chúng tôi mà thôi. Và với câu hỏi ở chương trình kỳ trước có nội dung như sau: động vật nào lớn nhất trên trái đất? Là voi, hươu cao cổ hay là cá voi xanh? Quỳnh Chi nghĩ rằng đây không phải là câu hỏi quá khó, đặc biệt là đối với những quý vị yêu thích những thông tin về khoa học thì chắc là đa phần quý vị đều biết đó chính là cá voi xanh, đúng không ạ? Cá voi xanh chính là loài động vật lớn nhất trái đất hiện nay. Và quý vị biết không, chiều dài trung bình của một cá voi xanh cái đã là 25m và cá voi xanh đực đã là khoảng 26m. Và trọng lượng thì lên đến 2-3 tấn, gấp 3 lần con khủng long. Rất là kinh khủng đúng không ạ? Thế nhưng là động vật này lại không hung dữ như nhiều người nghĩ, mà nó rất là hiền lành và thực phẩm chính của chúng là những động vật nhỏ bé ở biển mà thôi. Và chúng ta đã vừa có một vài thông tin rất là thú vị dành cho quý vị trong ngày hôm nay. Thế nhưng một thông tin chính là Quỳnh Chi nghĩ quý vị đang chờ đón hơn, đó là quý vị nào sẽ may mắn nhất chương trình kỳ này, đúng không ạ? Thế thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với đợt quay số nhé. Và sau đây chúng ta cùng bấm phím ngẫu nhiên để chọn ra người may mắn trong tuần qua. Trong tuần vừa qua có 2.623 lượt khán giả gọi điện và gửi tin nhắn tham gia chương trình. Trong đó có 419 lượt khán giả trả lời chính xác câu hỏi của siêu thị may mắn đưa ra. Và chúng ta hãy cùng xem ai là người may mắn trong tuần qua. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0166-474-5881 đã nhắn tin vào lúc 22:18 ngày 8 tháng 5 năm 2011. Vâng, xin được chúc mừng chủ nhân số điện thoại vừa rồi đã là người sở hữu 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura của chúng tôi. Và với số tiền 4 triệu đồng, Quỳnh Chi nghĩ rằng quý vị sẽ có một kỳ nghỉ cùng với gia đình và bạn bè rất là thú vị đây. Còn với những quý vị nào đã luôn đồng hành cùng với siêu thị may mắn trong thời gian vừa qua thì quý vị ơi, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị thêm một niềm vui, thêm một phần quà, nên rất mong quý vị sẽ tiếp tục tham gia chương trình của chúng tôi. Và biết đâu người may mắn ở chương trình kỳ sau sẽ là quý vị thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi của chương trình kỳ này. Câu hỏi của chương trình kỳ này sẽ có nội dung đó là: trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì người anh hùng nào đã dùng thân mình để cứu pháo? Chúng ta sẽ có 3 đáp án để quý vị lựa chọn. Đáp án số 1 đó là La Văn Cầu, đáp án số 2 đó là Phan Đình Giót và đáp án số 3 đó là Tô Vĩnh Diện. Xin được lặp lại một lần nữa, đó là người anh hùng nào đã dùng thân mình để cứu pháo? Có 3 đáp án để quý vị lựa chọn. Số 1 là La Văn Cầu, số 2 là Phan Đình Giót và số 3 là Tô Vĩnh Diện. Vâng, như vậy thì đáp án nào sẽ là đáp án mang đến cho quý vị 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura của chúng tôi đây? Quý vị hãy lựa chọn và nhanh tay soạn tin nhắn có nội dung STMM khoảng trắng X và gửi về tổng đài 8334 với STMM là từ viết tắt của siêu thị may mắn. Và X là đáp án để quý vị lựa chọn 1, 2 hay là 3. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi về số 1900-1763 và là theo hướng dẫn. Một phần quà rất hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Và Quỳnh Chi chúc quý vị sẽ thật là may mắn cũng như là sẽ trở thành chiến thắng trong chương trình lần sau của chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với chương trình Siêu Thị May Mắn. Gối ngủ cao su thiên nhiên Vạn Thành sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản 2000, được khử mùi hoàn toàn, mềm mại, êm ái, đàn hồi tốt, độ bền cao, thích hợp với mọi đối tượng sử dụng, người lớn tuổi cũng như trẻ em. Nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Bình sữa Baby Care, công nghệ tiên tiến độc quyền của Úc,
làm bằng nguyên liệu nhựa cao cấp polycarbonate, thiết kế theo rãnh sóng khế dọc thân bình. Dầu khuynh diệp lòng mẹ được chiết xuất từ tinh dầu tràm tinh khiết, chuyên phòng trị các bệnh nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, ho, nhức mỏi, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, ăn không tiêu. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Vimedimax Tây Ninh. Nga Phụ Khang, phòng ngừa u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Sản phẩm có nguồn gốc thảo dược và được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Thuốc thảo dược thăng áp ND được bào chế từ bài thuốc đông y cổ phương, gia vị phụ chính thăng áp thang, có tác dụng điều hòa khí huyết, tăng cường sinh lực, điều trị tận gốc bệnh huyết áp thấp, giảm nhanh các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, mất ngủ. Thăng áp ND thăng hoa sức sống phụ nữ huyết áp thấp. Sữa đậu nành V-Fresh được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận đạt tiêu chuẩn tốt cho tim mạch, thức uống bổ dưỡng tuyệt hảo cho bạn và cả gia đình mỗi ngày. Nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Nệm lò xo Vạn Thành, chế tạo từ nguyên liệu thép, khung lò xo bằng thép hợp kim nhập từ Anh Quốc, đảm bảo độ đàn hồi cao, mặt vải áo bọc nệm, tạo cảm giác êm ái khi sử dụng. Sản phẩm có thời gian bảo hành từ 5 tới 7 năm. Sofa giường, đây là dòng sản phẩm mới với chức năng vừa là sofa và khi cần thiết sẽ trở thành giường với kết cấu khung sườn chắc chắn, chất liệu nệm đàn hồi theo tiêu chuẩn. Sản phẩm rất thích hợp cho các căn hộ nhỏ và vừa, sản phẩm của nội thất Phố Sinh. Bây giờ thì thần tài sẽ tặng cho mỗi người một chiếc kệ và trên đó có 5 sản phẩm. Nhiệm vụ của ba ca sĩ bây giờ sẽ là dự đoán mỗi sản phẩm là giá bao nhiêu và chạy đến đây mỗi lần một giá của một sản phẩm thôi. Và trong thời gian nhất định là phải đúng 5 sản phẩm đó. Nếu như đúng hết thì mình đem về nhà. Nhớ không? Bây giờ mình sẽ tập thể dục nha. Và 3, 2, 1, bắt đầu! Nhanh lên, nhanh lên. Đó, số 0. Rồi. Đó, nhanh lên. Số mấy nữa? Số 5, số 6. Nè, số 6 nè. Số mấy nữa? Nè, số 0 nè. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Số mấy, số mấy? Nè, số 0 nè. Số 3. Số mấy nữa, số mấy nữa? Nhanh lên, nhanh lên. Và 3, 2, 1, hết giờ! Bây giờ thì ba ca sĩ của chúng ta đã hoạt động rất là năng nổ, rất là chạy nhiều đúng không? Bây giờ không biết cảm giác của Việt My như thế nào đây? Dạ, rất là mệt nhưng mà rất là vui. Dạ, chưa bao giờ đi siêu thị mà chạy kiểu này hết trơn. Hơn là mua đồ sale nữa. Thế còn Việt My hôm nay thì Việt My có thể bật mí cho quý khán giả biết là kế hoạch sắp tới của Việt My không? Dạ, kế hoạch sắp tới của em là sẽ ra mắt một album Vol 2 với chủ đề là Trái tim của gió và một DVD single cùng với nam ca sĩ Nam Cường. Chắc chắn là sẽ mang đến cho tất cả quý vị những cái video clip cực kỳ bắt mắt. Rất là hy vọng ông thần tài cũng như là tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho những dự án sắp tới của Việt My ạ. Và chắc chắn rồi, và chúc cho Việt My thành công ở cái điểm mới này ha. Chúng ta cùng đến với lại sản phẩm đầu tiên, sản phẩm từ chiếc kệ của Việt My, đó là gói nằm cao su. Bạn chọn gói nằm cao su Vạn Thành bao nhiêu ạ? Dạ 430.000. Và với chiếc máy tính tiền của công ty Tân Phú Vinh sẽ cho chúng ta biết là 428.000 đồng. Chúc mừng. Sản phẩm kế tiếp là nước mắm cabin nhãn xanh 500ml. Bạn chọn? Em nghĩ là 18.000. Và xin mời 15.900 đồng. Bình sữa nấm vú barbecue. Bạn chọn? 56.000. Xin mời 56.000, chúc mừng. Sản phẩm kế tiếp là dầu khuynh diệp lòng mẹ, bạn chọn? 22.000 ạ. Và người mẫu Lan Phương sẽ bật mí 22.000. Nga Phụ Khang, cái này thì không xài nhưng mà em đoán là 170.000. Và xin mời 170.000, chúc mừng. Như vậy Việt My đã trúng được bao nhiêu sản phẩm bạn nhớ không? Dạ 4. 4 sản phẩm. Chúng ta cùng đến với ca sĩ Chí Cường. Xin chào Chí Cường. Chỉ cần thấy những cái sản phẩm trên cái kệ của mình có quá khó đối với sức của mình tìm hiểu không ạ? À? Dạ nói chung thì có 3 sản phẩm thì Cường đã sử dụng qua rồi. Còn sản phẩm ghế với lại cái thăng áp nhưng ít gì thì Cường chưa sử dụng. Qua cái chương trình này thì chắc chắn bạn sẽ biết giá nhiều hơn và dạ. Có khi mình có nhu cầu thì mình sẽ sử dụng đúng không? Dạ. Thế kế hoạch sắp tới của Chí Cường là như thế nào ạ? À? Dạ thì hiện tại thì Cường vẫn thu âm trong Boom BCD Vol 2 và trong thời gian vừa qua Cường xin được cảm ơn những khán giả đã luôn ủng hộ cho Cường cũng như là album Vol 1 Chợ Khóc. Và thời gian này thì Cường đang tạm ngưng công việc khác một tí xíu vì mắc bận mẫu cái shop thời trang. Uh-huh. Và sau đó để ổn định xong thì Cường sẽ quay hình cho album VCD Vol 2 dự kiến phát hành vào cuối năm nay. Và album có cái tên gì ạ? Album có cái tên là hai ca khúc làm thành chủ đề album, đó là Vì Ai Tôi Đã
và khúc Chợ Khóc Cường cũng sẽ remix theo phong cách nhạc đen lại, sẽ nằm trong album Vân Hai này. Bây giờ chúng ta cùng đến với là chiếc kệ của chiếc Cường nha. Sản phẩm đầu tiên là thuốc đông y thăng áp ND 61.000. Và chiếc máy của Tân Phú Vinh sẽ là 60.000. Chúc mừng. Sữa đậu nành Kifest. Dạ em chọn 17.000. 17.000. Dạ. Và xin mời người mẫu 16.700 đồng. Chúc mừng. Nước mắm cabin nhãn vàng 750ml. Em chọn 31.000. Xin mời người mẫu Hoàng Kha và người mẫu Lan Phương 29.500 đồng. Chúc mừng. Sản phẩm kế tiếp là ráp giường dạng thành. Bạn chọn? Em chọn 890.000. Và 890.000, chính xác. Sofa giường phố sinh. Bạn đang chọn nhiêu ạ? 8.766.000. Và 10.800.000 bạn. Nhưng mà không sao, bạn cũng đã chính xác được 4 sản phẩm. Đến với chiếc kệ của ca sĩ Kali. Hồi nãy thì bạn nói là bạn mới vừa ra chuẩn bị một bộ phim mới. Thế còn kế hoạch âm nhạc của bạn thì thần tài được biết là bạn xuất thân là ca sĩ trước đúng không? Trong năm nay thì Kali đang có một cái dự án, đó là phát hành album Vol 2. Và Kali cũng đang trong giai đoạn thực hiện cái album này. Phần thu âm thì cũng đã hoàn tất khoảng 90%. Và cái album này có liên quan gì tới cái vai diễn của bạn không? Không. Khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Tưởng đâu là một cái phá cách gì đó, ví dụ thay vì mình hát hiền giờ mình hát dữ, hát quyến rũ. Không, quyến rũ thì chắc có thể là sẽ có một chút xíu. Ví dụ như trong bài nào ạ? Cái này thì chắc là bí mật đi, tại vì Kali muốn để cho tất cả quý vị khán giả sẽ có một cái nhìn mới về Kali, cho nên cho Kali giữ bí mật đến khi nào mà cái album nó ra mắt thì quý vị sẽ biết. Và chúc cho Kali giữ cái bí mật đó mà sẽ được khán giả bật mí liền trong nay mai và sẽ thành công nha. Chúng ta cùng đến với lại chiếc kệ của Kali, đó là gói nằm cao su Vạn Thành. Bạn chọn? 428.000. Và 428.000, chính xác. Nước mắm cabin nhãn xanh 500ml. Kali chọn 16.000 đồng. 15.900 đồng, gần chính xác. Thằng dây ướt baby care 24.500, tại vì cái sản phẩm này là Kali thường xuyên sử dụng cho nên cái giá của nó Kali rất là rành. Để xem bạn có chính xác hay không nhé. Và 24.500, chúc mừng. Và dầu khuynh diệp lòng mẹ Kali chọn giá là 22.000. 22.000, xin chúc mừng. Thuốc đông y thăng áp ND Kali chọn giá 60.000. Xin mời người mẫu Lan Phương 60.000, chúc mừng. Như vậy là ca sĩ Kali hoàn toàn xuất sắc với đúng được 5 sản phẩm. Qua vòng thi chiếc kệ may mắn thì bạn Việt My đang có được 4 sản phẩm, cho nên bạn được 1.000 điểm. Ca sĩ Chí Cường cũng được 4 sản phẩm cho nên được 1.000 điểm. Và ca sĩ Kali rất xuất sắc được 5 sản phẩm cho nên được 2.000 điểm. Trải qua 2 vòng thi thì kết quả như sau. Bạn Việt My đang có 2.000 điểm. Ca sĩ Chí Cường cũng đang có 3.000 điểm. Và ca sĩ Kali cũng đang có 3.000 điểm. Rất tiếc là phải chia tay với bạn Việt My. Ca sĩ Việt My rất là dễ thương. Bạn có một lời nào để nói với hai người chơi còn lại không? Tay trong tay lần cuối xa nhau rồi, đừng buồn nghe bạn yêu ơi. Đúng là theo phong cách của ca sĩ Việt My. Và chúng ta sẽ gặp lại ca sĩ Chí Cường và ca sĩ Kali ở vòng kế tiếp của chương trình được mang tên Ô Cửa May Mắn. Ở vòng thi cuối cùng này thì chúng ta chỉ còn lại hai ca sĩ, đó là ca sĩ Kali và ca sĩ Chí Cường. Mỗi người đều được 3.000 điểm đúng không? Nếu chúng ta chơi tiếp thì chúng ta sẽ đặt cược 2.000 và chúng ta còn lại 1.000 thôi. Còn nếu chúng ta đi về trước thì chúng ta sẽ bảo toàn số điểm. Không biết là hai ca sĩ có muốn chơi tiếp hay không? Dạ em chơi tiếp luôn ạ. Còn Kali? Em cũng chơi tiếp. Vòng này thì không có chạy mệt đâu cho nên Kali yên tâm, chỉ có mình chọn ô cửa nào và mình bật mí đó thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá ra ô cửa số 1, số 2 và số 3 để kiếm được 6.000 điểm thì có cơ hội bật mí tiếp ô cửa số 4 và số 5. Trong đó có một ô cửa rất là đặc biệt, có thần tài đệ tử của ta nằm trong đó. Giải cứu nó giùm nghe. Bây giờ thì ở đây Kali và Chí Cường đều bằng điểm nhau thì không biết là mỗi bạn sẽ người nào đi trước đây? Nên nào chọn trước? Để Cường nhường cho phụ nữ, nhường cho Kali đi trước ạ. Nhường cho Kali nha. Nhưng mà đầu tiên, thần tài sẽ đem may mắn đến cho hai ca sĩ, đó là tặng mỗi người 1.000 điểm. Rồi bây giờ Kali, bạn xin lựa chọn ô cửa 1, 2 hay là 3? Kali sẽ chọn ô cửa số 1.
ở cửa số 1 với người mẫu Lan Phương bây giờ sẽ được bật mí. Máy tính tiền thế hệ mới Tân Phú Vinh với ưu điểm truy cập dữ liệu từ xa, tự động truyền số liệu, sản phẩm đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Với chiếc máy tính tiền này thì bạn Kha Ly có muốn chọn tấm bảng VV Boss không hay là chọn siêu thị may mắn? Kha Ly sẽ chọn VV Boss. VV Boss xin mời người mẫu Lan Phương. Âm 2.000 điểm. Chia sẻ nỗi buồn tí xíu. Thế còn Chí Cường có muốn lật tiếp? Dạ em lật siêu thị may mắn luôn. Và xin mời Lan Phương cộng 2.000 điểm, chúc mừng. Rất là may mắn thì đôi lúc một bên âm thì một bên dương thôi, một bên trừ thì một bên cộng, đó là điều dĩ nhiên. Và bây giờ thì mời bạn Chí Cường chọn. Dạ em sẽ chọn ô cửa số 3. Ô cửa số 3 với người mẫu Lan Phương. Ít Thần Vương hy vọng mới cho người bị suy thận, chạy thận với các dược liệu thiên nhiên an toàn, vừa có tác dụng bảo vệ, tăng cường chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận và ngăn chặn bệnh chuyển sang giai đoạn phải chạy thận. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Bây giờ thì Chí Cường sẽ được chọn. Cường sẽ chọn siêu thị may mắn luôn ạ. Chọn siêu thị may mắn, xin mời người mẫu Lan Phương và và bây giờ thì đến lượt của Kali. Kali sẽ chọn Hoàng Tháp Linh. Xin mời người mẫu Lan Phương. Cộng 3.000 điểm. Yeah! Bây giờ xin mời người mẫu Hoàng Kha sẽ bật mí ô cửa số 2 bên trong sẽ là gì? Nước ép trái cây V-Fresh có trong chai và ly là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên cho cơ thể khỏe mạnh và năng động mỗi ngày. Xin mời Chí Cường, bởi vì bạn đang có số điểm rất là âm cho nên bạn chọn đi, bạn có thể bỏ qua. Em lại chọn siêu thị may mắn. Chọn nữa? Dạ tánh em lì lắm. Dạ. Siêu thị may mắn nữa? Dạ. Biết đâu là sự gan dạ của bạn sẽ đem đến cho bạn niềm may mắn thì sao? Xin mời Hoàng Kha. Cộng 1.000 điểm, chúc mừng. Thế còn Kali, bạn đang có số điểm nó đã không còn âm nữa. Thì bây giờ bạn có muốn mở tiếp hay không? Thôi mở đi. Mở ha. Xin mời người mẫu Hoàng Kha và anh Liên. Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi đã nói với Ly rồi, thần tài phù hộ đó. Không sao, ra đây. Không sao, ra đây. Bây giờ thì thần tài sẽ bật mí cho hai người chơi biết ô cửa số 4 và ô cửa số 5 sẽ là cái gì nhé. Xin mời ô cửa số 5. Viên uống thảo dược hạ áp ít nhân có tác dụng điều hòa, phục hồi chức năng gan thận. Hạ áp ít nhân giúp hạ huyết áp, ổn định lâu dài huyết áp. Hạ áp ít nhân ổn định huyết áp, phòng ngừa biến chứng. Là ồ, chia đôi. Thế còn thần tài đệ tử của ta ở đâu đây ta? À con ơi, chắc đang ngủ rồi. Mà để xem nó đang ngủ hay là đang chơi làm gì mà mãi mê ta kêu mà không nghe nha. Xin mời ô cửa số 4. Được nhập khẩu từ Malaysia với kiểu dáng hiện đại, sang trọng, vận hành mạnh mẽ, Sumikura được sản xuất theo công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Sumikura luôn mang đến những kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời tại chính ngôi nhà thân yêu của bạn. Bấm bảng đặc biệt. À, mặc dù hôm nay hai người chơi của chúng ta không có ai có thể có cơ hội bật mí được cái ô cửa đặc biệt, nhưng mà xin chúc cho hai bạn sẽ được nhiều bài hát hay hơn nữa, được khán giả yêu thích hơn nữa và ra album đều. Mình Mẽ xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Nệm Vạn Thành đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của thời trang Ly Han và thời trang Việt Thi cùng nhà trang điểm Hoàng Abi. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau. Việt Nam hãy đưa sản phẩm của mình giới thiệu trong chương trình siêu thị may mắn, tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 3823 5963. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Siêu thị may mắn mang về những niềm vui.
hôm nay tôi tập thể dục rất là vui vẻ, rất là khỏe khoắn. Bởi vì thể dục là phương pháp giảm cân tốt nhất mà. Và bây giờ thì xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu thị may mắn của tuần này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của Niệm Vạn Thành. Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ ba người chơi tuần này sẽ là ai nhé. Hồ Biến. Còn ai đây? Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Ngọc Răng. Hiện nay tôi đang công tác tại Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố. Công việc của tôi là tổ chức hoạt động truyền thông phòng chống ma túy S, chăm lo cho đối tượng xã hội, trong đó có trẻ em hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, vân vân. Tôi hay xem chương trình Siêu thị may mắn và tôi cũng hôm nay tôi rất là may mắn được tham gia chương trình này. Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Còn nữa, chào. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Lê Hồng Phúc, tôi đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được có mặt trong chương trình Siêu thị may mắn. Và đến với chương trình này thì tôi rất mong là mình sẽ thỏa mãn được hai sở thích của mình, đó chính là mua sắm và giải trí. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho tôi cũng như là hai người cùng chơi trong chương trình này. Chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Tú. Hiện tại công việc của mình là lễ tân. Mình với cá tính của mình là mạnh mẽ và năng động trong công việc. Hôm nay mình rất là vui đến với chương trình Siêu thị may mắn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Ai là người chơi của tuần này thì vào đây. Cái gì vậy? Hết hồn, thì ra là ba người chơi mà nãy giờ ta tưởng là cái gì tiếng động ầm 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 đến với ta chứ. Xin chào Cẩm Tú, xin chào Hồng Phúc và xin chào Mộc Răng. Ngọc Răng hả? Ủa sao thấy chữ M mà không chữ N? N hả? Anh tên thiệt là gì ạ? Anh tên là Nguyễn Ngọc Răng. Ồ, thế ở nhà anh em là có nhiều không ạ? Cười nhớ liền ạ. Cười là nhớ liền ha. Ngọc Răng có nghĩa là cái răng nó gì, nó xứng đáng như ngọc vậy đó, đúng không? Hàng kia anh cười rất là tươi. Anh có thể tự giới thiệu về mình. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả anh đang xem đài. Kính chào MC Minh Béo, thần tài Minh Béo, ma biệt danh. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Răng, hiện nay tôi đang công tác ở Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của tôi là công tác truyền thông phòng chống ma túy S. Và tôi có rất là nhiều dịp gặp Minh Béo trong các buổi giao lưu diễn với các bạn ở các trường trung tâm cai nghiện ma túy. Hay quá, cảm ơn anh. Thế còn bạn Hồng Phúc, bạn đang là sinh viên phải không ạ? Bạn là sinh viên trường nào? Xin chào thần tài Minh Béo. Em hiện đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau này sẽ là một giáo viên tương lai. Vậy thì mai mốt bạn dạy là khoảng lớp mấy, cấp mấy? Ngành học của em là ngành quốc tế học ạ. Học để nghiên cứu về văn hóa, lịch sử của các nước trên thế giới. Và em chưa học về công tác giảng dạy nên là sẽ không theo con đường sư phạm đâu ạ. Cái nghề đó thì sau này mình sẽ làm gì ạ? Vâng ạ, nghề học của em thì nghiên cứu về ngoại giao, nên là sau này sẽ làm công tác đối ngoại cũng như là ngoại giao ở các phòng ban. Hay quá, cảm ơn bạn. Xin chào chị Cẩm Tú. Cái tên của chị rất là hay đó nha. Thường thì nữ á, ít có người nào được cái tên là Cẩm Tú lắm. Mà khi mà mình được cái tên đó rồi á, thì rất là lạ. Mà mọi người cảm thấy ấn tượng đầu tiên. Bởi vì không cần biết đẹp hay là xấu, mà chỉ cần nghe Cẩm Tú là biết người đó làm sao rồi. Có phải một cái cảm giác gì đó rất là hồi hộp khi gặp được Cẩm Tú. Thì hôm nay Cẩm Tú có thể bật mí cho mọi người biết là mình đến từ đâu không ạ? Dạ em đến từ Sài Gòn ạ. Vậy hả? Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em là lễ tân của khách sạn 5 sao ở Sài Gòn ạ. Chị đang sống chung với ai ạ? Dạ, hiện tại thì em sống chung với lại hai người bạn của em ạ. Bạn trai hay là bạn gái ạ? Dạ, hai cô bạn gái. Vậy là chưa có gia đình. Dạ, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần thi đầu tiên được mang tên Sản phẩm may mắn. Gối năm gòn cao cấp của công ty nệm Vạn Thành được làm từ hạt gòn Bibon Fiber, có tác dụng duy trì sự đàn hồi lâu dài. Sợi bông gòn đã qua quy trình xử lý nhằm chống các tác nhân gây dị ứng, đem lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu.
Nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Viên sông Hương Tràm dùng để sông toàn thân trị cảm cúm, sông sát trùng mũi họng khi bị viêm hay bị ho, sông trong nhà tắm hơi để thư giãn, phòng chống virus AH5N1, phòng bệnh cho người lớn tuổi và trẻ sơ sinh. Natobé tăng cường sức khỏe tuần hoàn, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não và các di chứng như liệt, nói ngọng méo miệng. Sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn khi sử dụng, sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Thuốc thảo dược thăng áp ND được bào chế từ bài thuốc đông y cổ phương, gia vị phụ chính thăng áp thang, có tác dụng điều hòa khí huyết, tăng cường sinh lực, điều trị tận gốc bệnh huyết áp thấp, giảm nhanh các triệu chứng, hoa mắt, chống mặt, đau đầu, mệt mỏi, mất ngủ. Thăng áp ND thăng hoa sức sống phụ nữ huyết áp thấp. Dạ Hương, chăm sóc bảo vệ vùng da nhạy cảm, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa, thành phần thảo dược an toàn, hợp sinh lý phụ nữ Á Đông. Dạ Hương giúp phụ nữ thêm khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn để tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống. Nước ép trái cây V-Fresh có trong chai và ly là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên cho cơ thể khỏe mạnh và năng động mỗi ngày. Đầu tiên thì thần tài sẽ ban cho mỗi người một chiếc xe đẩy, nhưng mà ba người chơi không được quyền đẩy đâu, mà chỉ để đó thôi. Sau khi xem xong đoạn video clip gồm 10 sản phẩm thì phải chạy đến chiếc kệ này và lấy mỗi lần một sản phẩm. Đúng 10 sản phẩm không được dư, không được thiếu. Nếu như đúng 10 sản phẩm thì cả chiếc xe đẩy đó sẽ thuộc về người chơi. Bây giờ thì đằng sau, quay! Sản phẩm hôm nay ta cho đó chính là gói ôm gòn dạng thành, nước mắm cabin nhãn đỏ 500ml, viên sông Hương Tràm Naturepet, thuốc đông y thăng áp ND, dung dịch vệ sinh dạ Hương, nước trái cây Refresh với nằm gòn vàng thành, ghế thư giãn trắng nhựa phố sinh và khăn giấy ướt Baby Care. Đằng sau quay, chúng ta sẽ có khoảng thời gian nhất định sau khi ta đếm 3, 2, 1 và bắt đầu. Coi chừng lấy sót nha, đúng nguồn sản phẩm mới được đem về nhà nha. Nhanh lên, chạy ao để ao lẹ lên. Ừ. Nhanh lẹ, đừng suy nghĩ nhiều, lấy lẹ. Nhớ không được thiếu, không được thiếu nha. Dư cũng bị trừ điểm, thiếu cũng bị trừ điểm nha. Nhanh lên, nhanh lẹ. 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ thì để xem kết quả của ba người chơi ở ba xe đẩy nó như thế nào nhé. Đầu tiên thì sản phẩm gói ôm gòn dạng thành có hai người có nước mắm cabin nhãn đỏ 500ml và anh Ngọc Răng đang có và cái này tới 750ml đặng, cho nên chỉ có một người chúng mà thôi. Chúng ta cùng đến với sản phẩm kế tiếp là viên sông Hương Tràm, có một người có thôi. Sản phẩm kế tiếp là Naturepet, có một người có. Kế tiếp là thuốc đông y thăng áp ND, cả ba đều có luôn. Dung dịch vệ sinh dạ Hương, hai người có. Nước trái cây Refresh, cả ba đều có luôn. Gói nằm gòn dạng thành, cả ba đều có luôn. Gói thư giãn trắng nhựa phố sinh, ba người đều có. Và cuối cùng là khăn giấy ướt Baby Care. Ở đây hai người này thích thiếu nhi hơn, cho nên Baby Care hai người chung. Kết quả như sau: chị Cẩm Tú được 8 sản phẩm, anh Hồng Phúc được 4 sản phẩm và anh Ngọc Đăng xuất sắc được 9 sản phẩm. Như vậy thì chúng ta có số điểm như sau: anh Hồng Phúc và chị Cẩm Tú mỗi người được 1.000 điểm và anh Ngọc Đăng được 2.000 điểm. Và bây giờ thì thần tài xin mời ba người chơi cùng với thần tài đến với phần thi chiếc kệ may mắn. Xin chào khán giả của chương trình Siêu thị may mắn. Và ngày hôm nay Quỳnh Chi rất vui được gặp lại quý vị ở chuyên mục dành riêng cho khán giả truyền hình. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục này quý vị có cơ hội sở hữu những phần quà rất là hấp dẫn. Đó là 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura của chúng tôi. Và quý vị thân mến, ở chương trình kỳ trước Quỳnh Chi đã đưa ra một câu hỏi về con sông Mekong, một con sông rất là nổi tiếng trên thế giới. Và đố quý vị là con sông này chảy vào địa phận nước ta thì qua tỉnh nào đầu tiên? Cà Mau, Cần Thơ hay là An Giang? Không biết là quý vị ngồi trước màn hình thì đã chọn cho mình đáp án nào nhỉ? Quỳnh Chi xin được bật mí, đáp án chính xác có thể mang lại cho quý vị may mắn sở hữu số tiền thưởng 4 triệu đồng. Đó chính là đáp án số 3, đó là tỉnh An Giang. Quý vị thân mến, sông Mekong là một con sông quá nổi tiếng rồi và chảy qua địa phận của các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và bắt nguồn từ Trung Quốc. Sau đó thì kết thúc ở Việt Nam, sau đó thì đổ ra Biển Đông.
Vâng, đó là những thông tin về con sông Mekong. Còn bây giờ thì Quỳnh Chi xin được chúc mừng những vị khán giả nào đã có đáp án đúng là đáp án số 3. Còn ai sẽ là người may mắn nhất sở hữu số tiền thưởng 4 triệu đồng thì chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Và sau đây chúng ta cùng bấm phím ngẫu nhiên để chọn ra người may mắn trong tuần vừa qua. Trong tuần vừa qua có 2.130 lượt khán giả gọi điện và gửi tin nhắn tham gia chương trình. Trong đó có 346 lượt trả lời chính xác câu hỏi của siêu thị may mắn đưa ra. Và chúng ta hãy cùng xem ai là người may mắn trong tuần vừa qua. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0126-262-8521 đã nhắn tin vào lúc 22h44 ngày 17 tháng 4 2011. Xin được chia sẻ niềm vui với vị chủ nhân của số điện thoại vừa rồi đã là người may mắn nhất và sở hữu số tiền thưởng 4 triệu đồng đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura. Xin được chúc mừng. Và với những quý vị khán giả khác cũng có đáp án đúng nhưng mà chưa may mắn thì Quỳnh Chi nghĩ rằng quý vị đừng buồn. Bởi vì bây giờ đây Quỳnh Chi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho quý vị một câu hỏi khác và mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với quý vị ở lần này nhé. Câu hỏi ở chương trình kỳ này có nội dung như sau. Đó là đất nước ta có cả thảy là bao nhiêu bản tuyên ngôn độc lập? Vâng, đáp án số 1 là 1 bản tuyên ngôn độc lập, số 2 là 2 bản và số 3 là 3 bản. Thứ tự đáp án rất là dễ nhớ, 1, 2 và 3. Và để tham gia chương trình của chúng tôi thì hình thức rất là đơn giản. Đó là quý vị có thể gọi về số 1900-1763 và làm theo hướng dẫn. Hoặc là quý vị cũng có thể soạn tin nhắn với nội dung như sau: STMM khoảng trắng X và gửi về số 8334. Trong đó STMM là từ viết tắt của siêu thị may mắn và X là đáp án quý vị lựa chọn 1, 2 hay là 3. Quý vị hãy nhanh tay gửi tin nhắn bởi vì người may mắn nhất sẽ có cơ hội sở hữu số tiền thưởng lên đến 4 triệu đồng đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura của chúng tôi. Đã có rất nhiều quý vị khán giả đã sở hữu món quà này rồi và rất có thể ở chương trình lần sau người chiến thắng sẽ là quý vị đó. Hãy nhanh tay gửi tin nhắn quý vị nhé. Còn bây giờ Quỳnh Chi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với chương trình của chúng ta. Gối nằm gòn cao cấp của công ty nệm Vạn Thành được làm từ hạt gòn Bibon Fiber, có tác dụng duy trì sự đàn hồi lâu dài. Sợi bông gòn đã qua quy trình xử lý nhằm chống các tác nhân gây dị ứng, đem lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu. Nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Dầu ăn cao cấp đệ nhất kết hợp với dầu nành, dầu canola, dầu hướng dương, đặc biệt có tăng cường omega 3, vitamin A giúp phát triển trí não và bảo vệ tim mạch. Hãy tận hưởng những bữa ăn ngon và có lợi cho sức khỏe của gia đình với dầu ăn cao cấp đệ nhất. Sản phẩm hiện được bán rộng khắp trên các tỉnh thành trong cả nước. Dung dịch dùng ngoài Manginovim, chai xịt 60ml, có nguồn gốc tự nhiên, có tác dụng rửa sát trùng, chống nhiễm khuẩn, nhanh làm lành vết thương. Manginovim là sản phẩm của Vimedimac Tây Ninh. Viên uống Bảo Xuân chứa tinh chất mầm đậu tương và các dược liệu quý. Bảo Xuân giúp duy trì thời kỳ xuân sắc cho phụ nữ. Bảo Xuân gìn giữ nhan sắc tuổi thanh xuân. Sữa đậu nành V-Fresh được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận đạt tiêu chuẩn tốt cho tim mạch. Thức uống bổ dưỡng tuyệt hảo cho bạn và cả gia đình mỗi ngày. Nệm lò xo Vạn Thành chế tạo từ nguyên liệu thép, khung lò xo bằng thép hợp kim nhập từ Anh Quốc, đảm bảo độ đàn hồi cao, mặt vải áo bọc nệm tạo cảm giác êm ái khi sử dụng. Sản phẩm có thời gian bảo hành từ 5 tới 7 năm. Bình sữa Baby Care, công nghệ tiên tiến độc quyền của Úc, làm bằng nguyên liệu nhựa cao cấp polycarbonate, thiết kế theo rãnh sóng khế dọc thân bình. Bộ sản phẩm karaoke gia đình của Badamat ứng dụng công nghệ mới cho chất lượng âm thanh vượt trội, độ bền cao, thiết kế đẹp mắt đem đến sự hài lòng cho gia đình của bạn. Sản phẩm do công ty Sống Âm Thanh phân phối độc quyền tại Việt Nam, có bán tại các cửa hàng và trung tâm điện máy trên toàn quốc. Ghế thư giãn trắng nhựa, đây là dòng sản phẩm mới màu trắng ấn tượng với chức năng vừa là sofa và ghế thư giãn với kết cấu khung sườn chắc chắn, chất liệu composite theo tiêu chuẩn, sản phẩm rất thích hợp cho các căn hộ, sản phẩm của nội thất Phố Sinh. Nè, đệ tử làm gì mà lắc lư qua lại hoài vậy? Sư phụ ơi, sao nhiều số vậy sư phụ? Ủa con không biết hả? Đây là dòng thi chiếc kệ may mắn, phải càng nhiều số trong cái xe đẩy này để ba người chơi mỗi người được một chiếc kệ đó, sẽ dự đoán 5 sản phẩm ở trên đó và chạy lên đây mỗi lần lấy một con số để mà gắn vào một sản phẩm thôi. Sai số là cộng trừ 10%, con hiểu không? Nè, con nhìn thấy số là con liên tưởng đến một môn gì? Dạ, môn toán. Vậy toán con giỏi không? Dạ giỏi. À, bây giờ sư phụ đố nha, 2 cộng 3 bằng mấy? Dạ, 2 cộng 3 bằng 5. Hay quá, vậy 3 cộng 2 bằng mấy? Dạ, 3 cộng 2 bằng 6. Ừ. Không có giỡn với tôi nha. À, con nói giỡn với sư phụ thôi. À, ừ. 2 cộng 3 với 3 cộng 2 đều như nhau hết. Đúng rồi, bây giờ để cho con giỏi thêm môn toán, sư phụ sẽ nhờ ba người chơi. Chúng ta sẽ đến đây lựa những con số và con giúp họ, chịu không? Dạ, chịu. Bây giờ xin mời 3, 2, 1 bắt đầu. Số 0 nè, số 0 nè, số 6 nè. Lên, nhanh lên, nhanh lên. Số mấy nữa? 7. Số mấy, số mấy?
số 4 nè, nhanh lên. Lẹ. Số 1, số 1. Nè, số 5. Nhanh lên, gần hết giờ rồi. Nhanh lên. 3, 2, 1, hết giờ. Đến với chiếc kệ đầu tiên của chị Cẩm Tú. Được biết là chị Cẩm Tú ngoài làm nhân viên ra thì có một cái sở thích là thích ca hát lắm. Ước mơ làm ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ ở khách sạn của mình. Cho nên bây giờ chị có thể hát một bài nào đó, thần tài đệ tử của ta sẽ muốn minh họa cho chị. Em xin hát cho thần tài với quý vị khán giả nghe bài Sóng Tình. Ồ, hay quá, xin mời. Này người yêu dấu ơi, anh đã nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng hồng, em đẹp như ngàn năm cô tinh. Biển diệu em vẫn mái tóc của em, hãy nói những ước muốn của đời mình. Dù chỉ với nắng và nụ cười của anh. Yeah, hay quá. Nhưng mà tao khuyên là đừng có dẫn thần tài đệ tử ta xuống biển nha. Tại vì ta sợ cá mập dữ lắm. Chúng ta cùng đến với sản phẩm đầu tiên của chị Cẩm Tú, gói nằm gòn dạng thành. Chị chọn là 120.000 ạ. Với chiếc máy tính tiền của công ty Tân Phú Vinh sẽ là 85.000 thôi. Nước mắm cabin nhãn vàng 500ml. Em chọn là 17.000 ạ. Và xin mời công ty Tân Phú Vinh sẽ 20.000. Dung dịch dùng ngoài Maginovim. Em chọn 95.000 ạ. Xin mời người mẫu Lan Phương 40.000. Sữa đậu nành Refresh. Em chọn 15.000 một hộp ạ. 16.700 đồng. Tủ giày trắng của công ty Phú Sinh. Em chọn là 3.440.000 nhưng mà thiếu một số rồi. Và thật sự của nó là 6.800. Nếu mà có thêm số 0 cũng chính xác. Cho nên rất tiếc phải chia sẻ với lại chị Cẩm Tú là không có sản phẩm nào trúng hết trơn. Chúng ta cùng đến với lại anh Hồng Phúc. Không biết là ở nhà anh có thường hay đi siêu thị không ạ? Dạ thưa thần tài Minh Béo, thì ở nhà em là con út trong gia đình nên không phải đi siêu thị nhiều. Và là thành viên ít đi siêu thị nhất trong nhà. Nhưng mà lại là thành viên xài đồ hao nhất trong nhà. Có nghĩa là mình không có đi sắm nhưng mà ai sắm thì mình xài. Vậy thì hôm nay anh đến siêu thị may mắn, anh tự tin hay không? Có lẽ là bây giờ thì sự tự tin của em đã bay mất tiêu rồi. Bởi vì em biết một số sản phẩm là nhờ phần của chị Cẩm Tú, thì em cũng đoán sai giống như chị. Nhưng mà không sao, biết đâu là mình xác suất mình được một sản phẩm thì sao, đúng không? Bây giờ đến với sản phẩm đầu tiên là Bảo Xuân. Em chọn 60.000. 100.000. Nệm lò xo của công ty Dạng Thành. Vâng ạ, em đã thiếu mất 2 số 0 nên còn có 30.000 đồng ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ cho biết là 1.914.000 đồng. Khăn giấy ướt baby care 120.000 ạ. 24.500 đồng. Gói nằm gòn dạng thành 240.000 ạ. Nếu như 85.000 thôi. Bây giờ chỉ còn cái sản phẩm cuối cùng, nhãn vàng 500ml nước mắm cabin. Bạn chọn 16.000 ạ. 20.000. Anh Hồng Phúc cũng không có sản phẩm nào được. Chúng ta cùng đến với lại anh Ngọc Răng. Xin chào anh Ngọc Răng. Xin chào thần tài Minh Béo ạ. Không biết là anh thường xuyên tổ chức những cái chương trình phục vụ cho bà con nghèo nè, đi phục vụ ở các trung tâm cai nghiện. Thì anh có kỷ niệm nào vui không ạ? Kỷ niệm vui thì nhiều lắm. Đi các trường trung tâm cai nghiện, nhưng mà có một chuyện này cũng có lẽ cũng hơi vui hơn trường kia. Cho nên là sẽ kể cho quý vị khán giả cùng với các bạn một câu chuyện hơi vui tí xíu. Tức là có một chuyến tôi được phân công tổ chức một chương trình ca nhạc giao lưu với các bạn học viên đang cai nghiện tại trường giáo dục đào tạo giới việc làm số 1 ở Đắk Lắk. Sau khi trên đoàn đi thì có rất là nhiều người, nhiều thành phần, trong đó có các bạn thanh niên tình nguyện, có cả những người bình thường ta đi tham gia với mình cho vui để biết cái môi trường của cai nghiện ma túy như thế nào. Và trong đêm văn nghệ đó thì các ca sĩ diễn cũng có nhiều ca sĩ ngôi sao lắm. Mà hôm đó thì không có thần tài Minh Béo, mà cho nên là chương trình rất là vui. Cuối cùng thì có một cái bạn đó là bạn là dẫn chương trình, nhưng bạn muốn hát, bạn thích hát lắm. Một hai đội phải hát cho được, nhưng mà ban tổ chức không có cho nó hát bởi chương trình chết á. Cho nên bạn nói cứ hát mà không sao, cho bạn hát. Khi bạn hát xong rồi bạn lên hát, bạn rất là vui. Xong các bạn mới hỏi các bạn học viên trong trường là các bạn thấy mình hát hay không? Thần tài, vậy các bạn biết ở dưới các bạn học viên trả lời sao? Trả lời sao? Không. Hả?
Thì một tràng cười sau đó bạn lại tiếp tục thôi một câu: thôi mình hát tặng các bạn bài nữa nha. Thì ở trong nguyên cái một trường nói là: đi vô. Bạn quay qua vô một nước luôn đó. Có lẽ là bạn ấy không chịu lượng sức mình đúng không ạ? À? Mà có lẽ là bạn ấy hát quá dở hay sao ạ? Không phải hát dở, hát giao lưu thôi. Nhưng mà có lẽ là bác hát sai nhịp đó. Nhưng mà học viên trong đó thì các bạn cũng rất là thích nghe hát và cũng rất là thích hát, cho nên các bạn cũng cảm âm cũng tạm được, cho nên là khi hàng người hát lên các bạn không xong. Cảm ơn Ngọc Răng rất nhiều. Và bây giờ để xem chiếc kệ của anh có mang lại niềm may mắn cho anh hay không nhé. Đó là sữa đậu nành VFS, anh đang chọn là 17.000. Và xin mời người mẫu Lan Phương 16.700 đồng. Chúc mừng. Đến sản phẩm thứ hai là khăn giấy ướt Baby Care 27.000 ạ. Và 27.000 đồng. Chúc mừng. Gối nằm cao su Vạn Thành 428.000 ạ. 428.000 đồng. Có lẽ là anh thường xài gối của Vạn Thành được. Dạ, đi siêu thị hoài. Cho nên anh nắm giá chính xác tới từng con số. Đến với lại Bảo Xuân, anh chọn 101.000. Và 100.000, chính xác. Cuối cùng là dung dịch dùng ngoài Maginovim 42.000 ạ. Và xin mời 40.000 đồng. Chúc mừng. Như vậy anh xuất sắc đúng được 5 sản phẩm. Trải qua vòng thi này chúng ta có kết quả như sau: bạn Cẩm Tú và bạn Hồng Phúc chưa có sản phẩm nào hết, cho nên mỗi bạn 1.000 điểm. Riêng bạn Ngọc Răng rất xuất sắc, được 5 sản phẩm, được 2.000 điểm. Và trải qua hai vòng thi thì bạn Cẩm Tú cũng như là bạn Hồng Phúc mỗi người được 2.000 điểm. Và bạn Ngọc Răng được 4.000 điểm. À, bây giờ thì không biết phải xử lý như thế nào đây, bởi vì hai bạn ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng mà hai bạn có thể cho thần Tài biết để thần Tài nhớ lại coi nãy ai về trước không? Ở vòng 1 thì Cẩm Tú về trước Phúc ạ. Còn vòng 2? Vòng 2 thì hai người hòa nhau. Tức là bạn đồng ý về trước bạn Tú phải không? Vâng ạ. Bạn rất là phê lây, bạn rất là nam tính. Và chúc mừng bạn Cẩm Tú là người tiếp theo của vòng thi. Và xin chào tạm biệt bạn Hồng Phúc rất nhiều. Và chúc cho bạn Hồng Phúc luôn luôn học thật là giỏi nè. Sau này sẽ có một nghề nghiệp ổn định nhất. Và xin chào tạm biệt bạn. Chúc bạn luôn may mắn nha. Chúng ta sẽ cùng gặp lại với bạn Ngọc Răng cũng như là bạn Cẩm Tú ở vòng thi kế tiếp được mang tên Ô Cửa May Mắn. Hiện anh Ngọc Răng đang có 4.000 điểm và chị Cẩm Tú đang có 2.000 điểm. Nếu như hai người chơi chúng ta tiếp tục chơi ở phần thi này thì phải đặt cược mỗi người 2.000 điểm. Còn nếu chúng ta muốn về trước thì chúng ta sẽ bảo toàn được số điểm. Không biết là chị Cẩm Tú đang có số điểm ít hơn, không biết chị có muốn chơi tiếp hay không? Em sẽ chơi tiếp ạ. Thế còn Ngọc Răng? Dĩ nhiên là tiếp rồi. Dĩ nhiên là phải tiếp, quyết định ha. Chúng ta sẽ khám phá ra bao cửa 1, 2, 3 để có số điểm. Làm sao được 6.000 điểm thì chúng ta có cơ hội mở tiếp ô cửa số 4 và ô cửa số 5. Trong đó có một ô cửa rất là đặc biệt. Bây giờ thì chị Cẩm Tú đang có số điểm ít hơn. Chị muốn chọn ô cửa nào đây? Ô cửa số 3 ạ. Ô cửa số 3. Nhưng trước khi khám phá ô cửa số 3, thần Tài sẽ tặng riêng cho mỗi người 1.000 điểm. Yeah. Và bây giờ ô cửa số 3 như thế nào đây? Xin mời người mẫu Lan Phương. Kiều khiết thanh, khản tiếng mức tiếng hay xảy ra với những người thường xuyên nói nhiều, nói to, nói liên tục như giáo viên, cổ động viên, bán hàng, người dẫn chương trình. Kiều khiết thanh giúp hỗ trợ và điều trị khản tiếng mức tiếng, giúp giọng nói trong sáng hơn. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Không biết là chị Cẩm Tú sẽ chọn cái ô nào ạ? Em sẽ chọn siêu thị may mắn ạ. Chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn rồi ạ. Xin mời người mẫu Lan Phương bật mí, làm sao tấm bảng sẽ là cộng 2 điểm. Chúc mừng. Yeah. Bây giờ đến lượt của anh Ngọc Răng, anh có muốn mở tấm bảng tiêu khiết thanh không? Hay là anh muốn cho qua, chúng ta có một lần cho qua? À, cho qua. Anh có hối hận hay không? Dạ, đã chọn là không hối hận. Vậy thì xin mời người mẫu Lan Phương và trừ 2.000 điểm, chúc mừng anh. Bây giờ đến lượt anh sẽ là người chọn ô cửa. Chọn ô cửa số 2 ạ. Ô cửa số 2 sẽ được bật mí với người mẫu Hoàng Kha. Nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Anh sẽ chọn siêu thị may mắn. Xin mời người mẫu Hoàng Kha. Rất là tiếc. Đâu phải lúc nào cũng ô may mắn sẽ là may mắn đâu đúng không? Thôi chi buồn cùng anh chút xíu. Thấy còn chị Cẩm Tú, chị có bật mí không?
Dạ, em sẽ bật mí ở ô sổ cabin ạ. Xin mời người mẫu Hoàng Kha, nước mắm cabin và cộng hòa để em chúc mừng. Yeah! Quá may mắn. Và chúng ta cùng nhau bật mí ô cửa số 1 với người mẫu Lan Phương. Xin mời. Nước ép trái cây V-Fresh có trong chai và ly là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên cho cơ thể khỏe mạnh và năng động mỗi ngày. Người ít điểm hơn cho anh Ngọc Răng sẽ là người lựa chọn trước đi. Tiếp tục siêu thị may mắn nè. Xin mời người mẫu Lan Phương và từ 1.000 điểm chia sẻ với anh. Thế còn chị Cầm Tú có muốn mở luôn V-Fresh không ạ? Dạ em sẽ mở ô cửa sổ V-Fresh ạ. Chỉ còn một lần được cho qua đó. Em quyết định vẫn mở ạ? Vẫn mở, mời Lan Phương. Và có 1.000 điểm. Yeah! Hiện anh Ngọc Răng chưa có điểm nào hết. Còn chị Cẩm Tú hiện đang có 6.000 điểm. Cho nên chị ưu tiên dành sức đặc biệt có thể bật mí được ô cửa số 4 và số 5. Xin chúc mừng chị. Bây giờ thì không biết chị sẽ lựa chọn ô cửa nào đây ha. Bây giờ thần tài thử hỏi coi đệ tử nó nói ra chị có thể phỏng đoán là nó đang ở đâu ha. À, thần tài đệ tử ơi. Dạ. Con đang đi đâu vậy? Dạ con biết. Con đang ở chỗ nào vậy? Dạ con biết. Dạ con có thể nói cho mọi người biết con đang ở cửa số mấy không? Dạ không. Vậy thôi khỏi đi, hỏi cũng như không à. Thế thì qua cái lời nói vọng vang 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 như vậy thì chị Cẩm Tú có thể đoán được ô cửa số mấy không? Em thích số chẵn nên em chọn số 4. Được rồi, bây giờ chúng ta bật mí ô cửa số 5. Ô cửa số 5 với người mẫu Lan Phương bỏ ra. Được nhập khẩu từ Malaysia với kiểu dáng hiện đại, sang trọng, vận hành mạnh mẽ, Sumikura được sản xuất theo công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Sumikura luôn mang đến những kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời tại chính ngôi nhà thân yêu của bạn. Sumikura vào cửa may mắn, rất là tiếc. Ô cửa số 4 của chị sẽ là sản phẩm nào đây? Xin mời người mẫu Hoàng Kha. Máy tính tiền thế hệ mới Tân Phú Vinh với ưu điểm truy cập dữ liệu từ xa, tự động truyền số liệu, sản phẩm đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Và ô cửa chia đôi. Chị đã không mở được ô cửa đặc biệt, nhưng mà cũng chúc mừng chị. Chị đã là người dày nhất của cuộc chơi ngày hôm nay. Một lần nữa, Mình Béo xin chân thành cảm ơn đơn vị tài trợ của chương trình Nệm Vạn Thành. Và xin cảm ơn sự hỗ trợ của thời trang Lee Hen cũng như chuyên gia trang điểm Hoàng Abi. Một lần nữa xin chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau. Xin mời tất cả các thương hiệu hàng Việt Nam hãy đưa sản phẩm của mình giới thiệu trong chương trình Siêu thị may mắn. Tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt, hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 3823 5963. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tay may mắn, bốn phương trời thật nhiều may mắn. Đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Và ba người chơi của ngày hôm nay sẽ là ai nào? Hồ Biên. Cuộc đời khi có cho không, nhiều khi túng thiếu hỏi người có hiểu được không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ta hiểu sao không? Ôi trời, ai vậy? Ta chính là thần tài đây. Trời ơi, chào thần tài. Đi tới đâu là niềm vui tới đó.
đang hát du dơ bài gì đó. Dạ, đang tập tình xưa nghĩa cũ đó thằng Vậy tài. Hả? Nè, mau giới thiệu về mình đi rồi ta sẽ báo cho một tin vui. Dạ, kính thưa quý vị, tôi xin giới thiệu tôi là ca sĩ Nguyễn Đức. Tôi rất là yêu thích chương trình Siêu Thị May Mắn. Nếu mà thật sự hôm nay tôi được tham gia, tôi rất là hạnh phúc nhất trên đời. Yên tâm đi Nguyễn Đức, mà áo đỏ thì hên lắm. Chúc mừng anh, được chọn là người chơi Siêu Thị May Mắn tuần này. Đi theo ta đến Siêu Thị May Mắn nha. Dạ. Mà nói thiệt, áo đỏ quá. Cháu. Alo. Chị em báo chiếc xe nó bị có vấn đề gì? À, nó bị sao vậy anh? Xe chở khách một người bây giờ chạy không có được nữa, hư luôn rồi. Anh nói sao? Có một người mà xe cũng bị hư hả? Ờ đúng rồi, chắc xe hôm nay máy yếu á. Thôi được rồi, anh mời hành khách đó lên đây giùm tôi đi. Rồi rồi chị, rồi, mời lên liền. Rồi ok, chào anh. Dạ chào chị, tôi biết tôi có lỗi. Tôi 400kg mà tôi lại ngồi ngay đầu xe, cho nên giờ xe nó hư máy rồi. Mặc dù xe chở của mình hành khách là tôi thôi. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Không có chi ạ. Xin hỏi anh tên gì ạ? Dạ, nickname của tôi là Thần Tài. Hả, anh tên gì? Thần Tài. Hả? Ta sẽ đền cho công ty của chị bằng cách là cho chị đến Siêu Thị May Mắn tuần này, chịu không? Vui không? Thiệt. Yeah. Anh nói sẽ đưa em đến suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Chà, cái bộ làm lỗi với ai dữ mà phải xin lỗi ghê vậy ta. Thôi buồn quá. Ôi đừng có buồn nữa. Ta đến chúc mừng con, bởi vì con được chọn là người chơi của Siêu Thị May Mắn tuần này. Nào, mau mau giới thiệu về mình đi. Xin chào chị khán giả, mình là Trọng Nguyên. Hôm nay mình 22 tuổi, mình đến từ Đại học Ngân hàng. Rất vui được tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn và gặp anh Thần Tài. Hay quá. Đến Siêu Thị May Mắn liền, lẹ. Và chúng ta cùng chào đón ba người chơi của ngày hôm nay. Thần Tài đến, Thần Tài đến, chúc phúc cho muôn nhà. Thần Tài đến, Thần Tài đến, ấm no cho muôn người. Thần Tài đến, Thần Tài đến, sẽ cho ta hy vọng. Hát lên khúc ca vui tươi, hello ông Tài. Thần Tài đến, Thần Tài đến, chúc phúc cho muôn nhà. Thần Tài đến, Thần Tài đến, ấm no cho muôn người. Thần Tài đến, Thần Tài đến, chúc ta luôn hy vọng. Hát lên khúc ca yêu thương, cảm ơn Thần Tài. Đã có một tiết mục rất là xuất sắc, rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay có một nhân vật mà đi là người chơi rất là đặc biệt, đó chính là ca sĩ Nguyễn Đức. Người tiếp theo đó chính là chị Nguyễn Vũ Ngọc Quyên. Và cuối cùng là bạn Hân Trọng Nguyên. Xin chào các bạn người chơi. Bây giờ không khí rất là vui tươi rồi ha. Bây giờ xin hỏi bạn Trọng Nguyên nè. Bạn đó là sinh viên của trường Đại học Ngân hàng phải không? Dạ đúng rồi. Bạn là sinh viên thì cái cuộc sống của bạn như thế nào ạ? Nói chung thì sinh viên rất nhiều kỷ niệm đẹp. Vậy hả? Bạn có thể bật mí một kỷ niệm nào đó đáng nhớ nhất không? Trong cái quá trình sinh sống thì có một lần các bạn nam ở chung phòng với nhau. Vậy hả? Đồ đạc là lung tung lắm. Rồi sao nữa? Xong rồi có một bạn nữ đột ngột đến nhờ mượn xe. Đột ngột vô phòng lúc đó thì ôi trời ơi, bạn thì quần đùi, bạn thì ở trần, kinh khủng. Vậy hả? Lúc đó bạn gái có lao quán lên không? Hay là bạn vẫn tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra? Có lẽ mấy bạn trai đẹp trai quá, mấy bạn sững luôn, bạn không nói gì hết trơn. Đó là bạn gái của bạn hay là bạn gái của một người khác? Bạn của một người khác. Một người khác hả? Dạ. Và lúc đó bạn trong cái tư thế như thế nào? Bạn có đồ nhiều không? Rất vui là mình còn đùi. Còn hả? Dạ. Và cái cảm giác lúc đó chắc cũng sợ lắm ha? Chúng mình cũng hơi ngượng. Hơi ngượng. Thì đã nói ra là ký túc xá mà ở chung là sinh viên thì luôn luôn có những cái hoàn cảnh như thế. Nhưng mà chính vì vậy mà chúng ta nung nấu để chúng ta cố gắng học giỏi hơn để sau này có tương lai sáng lạng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào chị Ngọc Quyên. Chị đang có gia đình rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chị có mấy cháu rồi ạ? Dạ em có 2 cháu ạ. Vậy thì thường ngày thì chị dành cho gia đình những bữa cơm như thế nào? Được biết là chị là rất là bận biểu với công việc của mình. Chị có thể bật mí chút xíu về công việc của mình ạ? Dạ thì công việc á, thì ngoài công việc ra thì mình còn đi học nữa. Đó thì thật sự là một ngày á, của mình á, dành cho gia đình thì rất là ít. Thành ra chủ yếu á, mình thời gian mình dành cho gia đình á, là khoảng cuối tuần. Vậy cuối hả? Tuần thì mình hay dẫn các cháu đi siêu thị cũng như là đi công viên chơi. Ồ. Thì ở nhà thì thường nấu ăn cho gia đình nhưng mà rất là ít thôi.
và những bữa cơm đó rất là đáng quý trong cuộc đời của chị. À thế thì còn các cháu ở nhà thì có tròn tròn giống như là đệ tử của ta không ạ? À, có anh bé trai của em á, thì lúc mà 2 tuổi á đã được 20kg rồi. 20kg? Dạ vâng. Bây giờ thì cháu bao nhiêu ký ạ? À, bây giờ thì bé khoảng, tại vì bé mập quá thành ra bây giờ mình đang giảm cân cho bé. Thì gần một năm nay thì mình giảm cân cho bé, thì giờ bé khoảng chừng 23-24kg thôi ạ. Ồ, như vậy thì con á, là phải học ở cô này nha. Về nói với mẹ là phải cho giảm cân lại, bởi vì béo nhiều quá không ít tốt đâu nghe. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Xin chào ca sĩ Nguyễn Đức. À, anh là một ca sĩ rất là được yêu thích những thập niên năm 90, đúng không ạ? À, anh có thể bật mí là cái quá trình hoạt động của anh trong những năm qua như thế nào và cái hướng sắp tới anh sẽ làm gì ạ? Nguyễn Đức xin thân ái kính chào thần tài Minh Béo, kính chào quý vị khán giả của chương trình Siêu Thị May Mắn. Hôm nay tôi rất là hạnh phúc và vui mừng vì được chọn là người chơi của chương trình kỳ này. Để trả lời của câu hỏi của thần tài Minh Béo, Đức cũng xin bật mí với quý vị rằng là hiện tại Đức vẫn tham gia các chương trình ca nhạc, từ thiện và đi hát khắp nơi trên mọi miền đất nước, đặc biệt là chương trình ca nhạc Phật giáo. Và xin bật mí với quý vị cũng như thần tài Minh Béo là Nguyễn Đức vừa được chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn phát hành một CD Phật giáo rất là có ý nghĩa. Mong quý vị sẽ đón nhận qua chương trình này với chủ đề Lạy Phật Quan Âm. Rất là hay, và hy vọng là mỗi người chúng ta sẽ có một cái đĩa đó. Và chúng ta bây giờ đến với vòng thi đầu tiên được mang tên là gì con? Sản phẩm may mắn. Gối ngủ cao su thiên nhiên Vạn Thành sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản 2000, được khử mùi hoàn toàn, mềm mại, êm ái, đàn hồi tốt, độ bền cao. Nước mắm Ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Dung dịch dùng ngoài Manginovim, chai xịt 60ml, có nguồn gốc tự nhiên, có tác dụng rửa, sát trùng, chống nhiễm khuẩn, nhanh làm lành vết thương. Manginovim là sản phẩm của Vimedimax Tây Ninh. Viên ngừa mụn hoa linh thanh nhiệt, lượng huyết, tiêu viêm, trừ nhiệt độc tích tụ trên da, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, ngăn ngừa mụn mọc thêm, giảm mụn tái phát. Viên ngừa mụn hoa linh có thành phần thảo dược, an toàn cho việc điều trị kéo dài, sản phẩm của dược phẩm hoa linh. Sữa đậu nành V-Fresh được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận đạt tiêu chuẩn tốt cho tim mạch. Thức uống bổ dưỡng tuyệt hảo cho bạn và cả gia đình mỗi ngày. Đầu tiên thần tài sẽ trao tặng cho ba người mỗi người một chiếc xe đẩy. Nhiệm vụ của ba người chơi là trong thời gian thần tài quy định sẽ tìm được 10 sản phẩm đúng như 10 sản phẩm nằm trên clip. Và bây giờ đệ tử ơi, hãy mau mau ra khẩu lệnh đi. Ngửi, nghiêm, đằng sau quay. Gói ôm cao su Vạn Thành, nước mắm cabin nhãn đỏ 500ml, dung dịch dùng ngoài Maginovim, viên ngừa mụn qua linh, sữa đậu nành V-Fresh, gói nằm cao su Vạn Thành, Diabetna tủ giày trắng, phần giấy ướp baby care và gói ôm còn Vạn Thành đằng sau quay. Bà con hãy mau mau đưa ra khẩu lệnh đi. 3, 2, 1 bắt đầu. Chạy thiệt nhanh luôn, đừng bỏ lộn nha. Lẹ nhanh lên. Còn cái gì nữa? Chạy lẹ, lấy lên. Có gì chưa? Có nào? Diabetna chưa? Chạy lẹ, đừng suy nghĩ nhiều. Cái nào nữa? 3, 2, 1, hết giờ. Và chúng ta cùng nhau đếm coi có đúng 10 sản phẩm hay không nhé. Đầu tiên là gói ôm cao su Vạn Thành. Cả ba đều có. Nước mắm cabin nhãn đỏ 500ml. Cả ba đều có luôn. Dung dịch dùng ngoài Maginovim. Cả ba đều có luôn. Viên ngừa mụn qua linh. Cả ba đều có. Sữa đậu nành V-Fresh. Cả ba đều có luôn. Hình như là ba người này bữa nay chơi rất ngang tài ngang sức. Bây giờ còn có mấy sản phẩm nữa thôi. Có khi nào một cái chương trình có một cái kỳ tích nào xảy ra hay không? Cả ba người đều có 10 sản phẩm cũng có thể lắm chứ. Và tiếp theo là gói nằm cao su Vạn Thành. Cả ba đều có luôn. Diabetna. Cả ba đều có luôn. Tủ giày trắng. Cả ba đều có luôn. Thằng dưới ướt baby care. Cả ba đều có luôn. Và đây là sản phẩm cuối cùng. Không biết là kỳ tích có thật sự đến với lại chương trình này hay không. Gói ôm gòn Vạn Thành. Thật sự rất là muốn có kỳ tích nhưng không thể nào được. Đây là gói nằm, không phải là gói ôm. Hồi chi buồn cùng bạn. Và đã có được 2 sản phẩm. Như vậy
anh Trọng Nguyên đang có 1.000 điểm. Và chị Ngọc Nguyên cũng như là ca sĩ Nguyễn Đức đang bằng số sản phẩm với nhau. Nhưng mà anh Nguyễn Đức đã về trước cho nên anh được 2.000 điểm. Còn chị Ngọc Nguyên cũng có 1.000 điểm. Con ơi, phần thi tiếp theo sẽ là gì nè? Chiếc kệ may mắn. Quỳnh Trang rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Siêu thị may mắn ở chuyên mục dành riêng cho khán giả truyền hình. Quý vị thân mến, hàng tuần chúng tôi nhận được hàng ngàn tin nhắn từ quý vị khán giả và điều đó chính là nguồn động viên, động lực để chúng tôi cố gắng hoàn thiện hơn cũng như là mang đến cho quý vị nhiều câu hỏi và những thông tin thật là thú vị cũng như là cơ hội sở hữu món quà may mắn có giá trị rất cao, đó là 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura. Và quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với câu hỏi của chương trình kỳ này thì chúng ta hãy cùng đi tìm quý vị khán giả nào sẽ may mắn nhất trong chương trình tuần này, người trả lời đúng câu hỏi kỳ trước. Và không biết là quý vị còn nhớ câu hỏi kỳ trước của chúng ta là gì không ạ? Xin được cho phép Quỳnh Chi nhắc lại, đó là câu hỏi nước ta có cả thảy là bao nhiêu bản tuyên ngôn độc lập? Và có 3 đáp án để quý vị lựa chọn, đó là 1, 2 hay là 3? Và tất nhiên câu trả lời chắc là đa số quý vị đều có thể đoán được, đó chính là đất nước ta có 3 bản tuyên ngôn độc lập. Đó chính là bản Nam Quốc Sơn Hà do Lý Thường Kiệt biên soạn vào năm 1077, bản thứ hai đó là bài văn Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, và bản thứ ba tất nhiên là bản tuyên ngôn độc lập được viết năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy thì xin được chúc mừng những quý vị khán giả nào đã trả lời đúng, đó là đáp án số 3 của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với đợt quay số và cùng chờ xem quý vị có may mắn không nhé. Và sau đây chúng ta cùng bấm phím ngẫu nhiên để chọn ra người may mắn trong tuần vừa qua. Trong tuần vừa qua có 2.689 lượt khán giả gọi điện và nhắn tin đến tham gia chương trình. Trong đó có 534 lượt khán giả trả lời chính xác câu hỏi của siêu thị may mắn đưa ra. Và chúng ta hãy cùng xem ai là người may mắn trong tuần vừa qua. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0166-576-1755 đã nhắn tin vào lúc 10:13 ngày 25 tháng 4 năm 2011. Xin được chúc mừng vị khán giả là chủ nhân của số điện thoại vừa rồi. Và xin được cho phép Quỳnh Chi cũng được chia vui cùng với niềm vui của cá nhân cũng như là gia đình, chắc là đang vỡ òa trước màn hình đúng không ạ? Và với số tiền lên đến 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura của chúng tôi, tin chắc là quý vị sẽ có những ngày nghỉ rất là vui cùng với gia đình và bạn bè. Và với những quý vị nào rất là thường xuyên theo dõi chương trình và cũng muốn mình trở thành người may mắn thì quý vị đừng buồn, bởi vì ngày hôm nay Quỳnh Chi cũng đã chuẩn bị cho quý vị một câu hỏi rất hay. Và hòa chung không khí trong ngày lễ lớn của cả nước, chúng tôi cũng có một câu hỏi dành cho quý vị. Câu hỏi có nội dung như sau. Đó là ai là người đã lên trên nóc Dinh Độc Lập và cắm lá cờ vào lúc 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975? Thưa quý vị, chúng tôi có 3 đáp án để quý vị lựa chọn. Số 1 đó là Bùi Quang Thận. Số 2 đó là Phạm Xuân Hệ. Và số 3 đó là Dương Quang Lựa. Vâng, ba cái tên và cái tên nào mới là người đã lên nóc Dinh Độc Lập và treo lá cờ vào lúc 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975 đây ạ? Quý vị hãy lựa chọn cho mình một đáp án thật chính xác và gửi về cho chúng tôi bằng hai cách. Đó là quý vị có thể soạn tin nhắn STMM và gửi đến tổng đài 8334. Xin được nhắc lại, đó là tin nhắn STMM khoảng trắng X và gửi về tổng đài 8334. Trong đó STMM là từ viết tắt của siêu thị may mắn. Và X là đáp án quý vị lựa chọn, số 1, 2 hay là 3. Và quý vị cũng có thể gọi về số 1900-1763 và làm theo hướng dẫn. Đây là hai cách tham gia rất là quen thuộc của tất cả quý vị khán giả đã theo và đồng hành với chương trình Siêu thị may mắn nhiều năm vừa qua. Và thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Chi xin được gửi lời chúc may mắn. Mong rằng tuần sau, người mà hưởng niềm vui với 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura sẽ chính là quý vị trước màn hình. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở về chương trình cùng với chúng tôi. Gối ngủ cao su thiên nhiên Vạn Thành sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản 2000, được khử mùi hoàn toàn, mềm mại, êm ái, đàn hồi tốt, độ bền cao, thích hợp với mọi đối tượng sử dụng, người lớn tuổi cũng như trẻ em. Nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Bình sữa Baby Care, công nghệ tiên tiến độc quyền của Úc, làm bằng nguyên liệu nhựa cao cấp polycarbonate, thiết kế theo rãnh sóng khế dọc thân bình. Dầu khuynh diệp lòng mẹ được chiết xuất từ tinh dầu tràm tinh khiết, chuyên phòng trị các bệnh nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, ho, nhức mỏi, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, ăn không tiêu. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Vimedimax Tây Ninh. Natobet tăng cường sức khỏe tuần hoàn, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não và các di chứng như liệt, nói ngọng méo miệng. Sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu.
Nam dược phụ viêm gan được bào chế từ các thảo dược có tính kháng sinh thực vật cao, giúp kháng nấm, chống viêm, giảm đau an toàn và hiệu quả, ngăn ngừa và giải quyết tận gốc các mầm bệnh gây viêm nhiễm vùng kín, trả lại sự tự tin cho phụ nữ. Nam dược phụ viêm gan xua đi nỗi lo thầm kín của bạn. Nước ép trái cây V-Fresh có trong chai và ly là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên cho cơ thể khỏe mạnh và năng động mỗi ngày. Nệm lò xo Vạn Thành chế tạo từ nguyên liệu thép, khung lò xo bằng thép hợp kim nhập từ Anh Quốc, bảo đảm độ đàn hồi cao, tạo cảm giác êm ái khi sử dụng. Sản phẩm có thời gian bảo hành từ 5 đến 7 năm. Diabetna là giải pháp an toàn giúp giảm tỷ lệ biến chứng tổn thương thần kinh, mạch máu, tổn thương thận và mắt, nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân đái tháo đường. Dầu ăn cao cấp đệ nhất kết hợp với dầu nành, dầu canola, dầu hướng dương, đặc biệt có tăng cường omega 3, vitamin A giúp phát triển trí não và bảo vệ tim mạch. Hãy tận hưởng những bữa ăn ngon và có lợi cho sức khỏe của gia đình với dầu ăn cao cấp đệ nhất. Sản phẩm hiện được bán rộng khắp trên các tỉnh thành trong cả nước. Tủ giày trang trí là dòng sản phẩm mới của nội thất phố Sinh. Quý khách sẽ ấn tượng bởi màu sắc cá tính, thiết kế độc đáo, chất liệu khung sườn cao cấp cùng màu sắc hài hòa. Sản phẩm vừa trang trí vừa là điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn. Tủ giày trang trí là sản phẩm của nội thất phố Sinh. Ở dòng thi chiếc kệ may mắn, thần tài sẽ cho ba người chơi mỗi người một chiếc kệ. Và nhiệm vụ của người chơi là phải đến đây mỗi lần lấy một những con số để mà gắn vào một sản phẩm. Dự đoán trên đó có 5 sản phẩm. Ba người chơi đã hiểu được luật chơi chưa? 3, 2, 1, những con số bắt đầu! Nhanh lên! Số 1, lấy đại và kẹo vô. Số mấy? Số 0, đây. Đó, lại lên, 5 nè. Số 3 nè. Số mấy? Để đi, không còn kịp gì nữa, nhanh lên! 3, 3, 2, 1, hết giờ! Chúng ta đến với kệ số 1 của bạn Trọng Nguyên. Sản phẩm đầu tiên là gói nằm cao su Vạn Thành. Bạn chọn? 53.000. Còn chiếc máy tính tiền của công ty Tân Phú Vinh sẽ cho bạn biết sẽ là 428.000 đồng. Dầu khuynh diệp lòng mẹ. 21.000. 22.000. Chúc mừng! Nước mắm cabin nhãn xanh 500ml. Chọn 16.000. Xin mời. 15.900 đồng. Chúc mừng bạn. Naturopet. 165.000. Và 165.000 đồng, chúc mừng. Tủ giày trắng của công ty Phố Sinh. 466.000. Xin mời. 6.800.000 đồng. Một cái tủ không thể nào cái giá rất rẻ như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến với chiếc kệ số 2 của chị Nguyễn Vũ Ngọc Nguyên. Chị đã dự đoán nam dược phụ viêm khan. 136.000. Xin mời người mẫu. 100.000 đồng. Nước trái cây V-Fresh. 6.000. Xin mời. 6.000, chúc mừng. Nệm cao su Vạn Thành. 1.950.000. 1.914.000. Chúc mừng. Sản phẩm kế tiếp là Diabetna. Chị chọn? Em chọn 70.000 ạ. Và 70.000 đồng, chúc mừng. Sản phẩm cuối cùng là tủ giày trắng Phố Sinh. Em chọn là 6.800.000 ạ. Và 6.800.000, chúc mừng. Và chị sẽ nhận được một phần quà của công ty Phố Sinh. Xin cảm ơn chị. Như vậy, để xem, hồi nãy Trọng Nguyên đang có được là 3 sản phẩm. Còn chị Ngọc Nguyên được 4 sản phẩm. Chúng ta cùng đến với chiếc kệ số cuối cùng. Đó là chiếc kệ của ca sĩ Nguyễn Đức. Bây giờ trước khi mà mình khám phá ra chiếc kệ của anh có chính xác những số liệu hay không thì anh có món quà nào tặng cho khán giả của Siêu Thị May Mắn không ạ? Để theo lời yêu cầu của thân tài Minh Béo, Đức xin gửi tặng quý vị một đoạn ngắn, một bài hát quen thuộc chúc phúc với sự minh họa của hai người bạn chơi của Nguyễn Đức. Minh họa luôn nha, diễn phải được đó nha. Và bài hát được mang tên Chúc Phúc. Chúc cha mẹ cuộc đời luôn vấn trẻ, mái ấm sớm chiều nở hoa. Chúc ông bà dù ngày luôn trông qua, yêu thương con cháu trắng già. Chúc cho chị tình yêu hoa thắm nở, mãi mãi tháng ngày hát ca. Chúc cho anh cả trời xanh ước mơ, tình yêu cuộc sống mới về. Chúc khắp nơi hát ca muôn đời đong thắm, những khúc ca mến yêu tràn hòa hạnh phúc. Chúc khắp nơi lời chúc phúc thắm tươi, khúc hát mới thêm yêu đời. Chúc cho bạn
đời đẹp như ước mơ, quên hết nỗi buồn nỗi lo. Chúc cho nhau từng ngày thêm ấm no, tình yêu cuộc sống thái hòa. Chúc phúc khắp nơi, lời chúc phúc thắm tươi cuộc đời, đổi mới mọi nơi. Chúc phúc thắm tươi, lời chúc phúc khắp nơi cuộc đời, đổi mới mọi nơi. À, xin cảm ơn ca sĩ Nguyễn Đức rất nhiều. Một lời chúc của anh là chúc cho tất cả mọi người khi xem siêu thị may mắn, cũng như là những người chơi, cũng như là người mẫu, cũng như là thần tài đây, mọi người chúng ta đều được phúc hết, đều được an lành, hạnh phúc. Và bây giờ thì chúc cho anh thật nhiều may mắn khi khám phá được chiếc kệ của anh nha. Mời anh về chỗ chơi tiếp. Chơi tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc kệ của ca sĩ Nguyễn Đức với sản phẩm đầu tiên là dầu khuynh diệp lòng mẹ 22.000. Xin mời, 22.000, chúc mừng. Gói ôm gòn cao cấp dạng thành 120.000. 120.000 và 120.000, chúc mừng. Nước mắm cabin nhãn vàng 750ml. Dạ, 30.000. 30.000 mà hình như là thần tài thấy hình như có 3.000 thôi à. Dạ, tại vì kiếm số 0 không ra. Thôi bây giờ thử đi. Thử bây giờ là thần tài cho anh một thêm một số 0 nữa. Nhưng mà để xem sản phẩm coi đúng không nha. Nếu mà phan, nếu đúng thì cũng như là không có ha. Còn mà nếu mà sai thì cũng đừng có buồn nha. Rồi, 1, 2, 3 và 29.500 đồng. Rất là tiếc là thần tài cho thôi, nhưng mà chương trình không có cho. Anh thông cảm, tại vì mình phải cần chính xác và trung thực tất cả với người chơi ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với sản phẩm kế tiếp là bình sữa Baby Care. Dạ, 56.000. Và 56.000 đồng, chúc mừng. Nước trái cây Refresh. Dạ, thường uống lắm cho nên là 6.000. 6.000 đồng, chúc mừng. Như vậy anh cũng phải vui đi, bởi vì thần tài có cho và lấy lại thì bạn cũng phải vui, bởi vì đã trúng được 4 sản phẩm. Qua vòng thi này thì bạn Trọng Nguyên trúng được 3 sản phẩm cho nên bạn được 1.000 điểm. Chị Ngọc Nguyên và ca sĩ Nguyễn Đức cùng được 4 sản phẩm, nhưng mà ca sĩ Nguyễn Đức về sau hơn cho nên được 1.000 điểm. Và chị Ngọc Nguyên xuất sắc được 2.000 điểm. Và qua hai vòng thi thì chúng ta thấy bạn Trọng Nguyên đang có 2.000 điểm, chị Ngọc Nguyên đang có 3.000 điểm và ca sĩ Nguyễn Đức cũng có 3.000 điểm. Rất tiếc là phải chia tay với bạn Trọng Nguyên rồi, nhưng mà xin chúc bạn luôn luôn học giỏi và sẽ thành công hơn nữa. Mong rằng sẽ gặp lại bạn ở siêu thị may mắn. Và chúng ta sẽ cùng nhau chia tay với lại bạn Trọng Nguyên và đón chào chị Ngọc Nguyên và anh ca sĩ Nguyễn Đức đến với vòng thi cuối cùng của cuộc thi được mang tên Ô Cửa May Mắn. Khi đến với Ô Cửa May Mắn thì chúng ta chỉ còn lại hai người chơi thôi, đó chính là chị Ngọc Nguyên và ca sĩ Nguyễn Đức. Mỗi người đang có 3.000 điểm. Nếu như chúng ta chơi tiếp thì chúng ta sẽ đặt cược mỗi người 2.000 điểm. Còn nếu như chúng ta không chơi nữa thì sẽ bảo toàn số điểm. Không biết là cả hai người chơi có tiếp tục chơi tiếp không? Tiếp tục. Quyết định luôn ha. Chúng ta cùng nhau khám phá ô cửa số 1, số 2 và số 3 để lấy được 6.000 điểm. Sau khi chúng ta lấy được 6.000 điểm rồi thì chúng ta có cơ hội tìm được thần tài đệ tử của ta. Bây giờ con ơi, con hãy chào mọi người đi, để trước khi tàu quá phép cho con sẽ biến vào ô cửa đặc biệt nha. Bây giờ con thích chú Nguyễn Đức hay là cô Ngọc Nguyên thắng? Ai? Hai người. Hai người làm sao được, một giải thôi chứ sao hai người. Bây giờ cho con chọn lựa một trong hai. Cô Ngọc Nguyên hả? Hết rồi, bây giờ con cô Ngọc Nguyên đi, còn thần tài thì sẽ là chú Nguyễn Đức nha. Chịu không? Bây giờ thì chuẩn bị đứng lắc đi. Làm phép nha. 1, 2, 3. Hồ biến. Cho thần tài hỏi là nó đi chưa vậy? Dạ đi rồi. Phép mới học không biết có linh nghiệm không. Hên ghê nó đi á, chứ thôi đứng đây là thiệt á, mắc cỡ không chết á. Bây giờ ai sẽ là người đầu tiên chọn ô cửa 1, 2, 3 đây ạ? Thôi thì chị Ngọc Nguyên trước đi nha. Em chọn số 1. Chị Ngọc Nguyên đã chọn ô cửa số 1. Xin mời người mẫu Lan Phương sẽ bật mí cho chúng ta biết bên trong sẽ là gì. Ích Thần Vương hy vọng mới cho người bị suy thận, chạy thận với các dược liệu thiên nhiên an toàn, vừa có tác dụng bảo vệ, tăng cường chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận và ngăn chặn bệnh chuyển sang giai đoạn phải chạy thận. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Một bên là siêu thị may mắn, một bên là Ích Thần Vương. Không biết chị chọn bản nào hay là chị muốn cho qua? Em chọn siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Và xin mời trừ 1.000 điểm. Nhưng mà chị Nguyên yên tâm đi, bởi vì thần tài
khi bước vào vòng thi này, mỗi người sẽ được thần tài cho 1.000 điểm. Cho nên bây giờ chị còn què đó, chưa bị âm đâu nha. Rồi, đến ca sĩ Nguyên Đức, anh có muốn bật mí luôn Ích Thận Dương không? Dạ, bật mí luôn Ích Thận Dương. Xin mời. Chưa 1.000 điểm. Rất ít khi có một con số nó trùng khớp và điểm âm như vậy đó. Thế còn anh Nguyễn Đức, bây giờ anh lựa chọn của anh là anh chọn ô cửa số mấy? Ô cửa số 2. Người mẫu Hoàng Kha sẽ bật mí cho chúng ta biết ô cửa số 2 sẽ là nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Anh, tôi chọn nước mắm cabin. Có sợ điểm âm nữa hay không? Không. Hả, không sợ. Xin mời người mẫu Hoàng Kha. Rất tự tin và cộng 1.000 điểm, chúc mừng. Thế còn chị Ngọc Uyên thì chị nghĩ sao ạ? Dạ em bỏ qua. Chị bỏ qua. Và chúng ta cùng nhau bật mí liền, sau cái tấm bảng siêu thị may mắn sẽ là cộng 1.000 điểm. Tiếc quá, chị thấy không? Thần tài nói mà không nghe. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá ô cửa còn lại, ô cửa số 3, với người mẫu Lan Phương. Sữa đậu nành V-Fresh được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận đạt tiêu chuẩn tốt cho tim mạch, thức uống bổ dưỡng tuyệt hảo cho bạn và cả gia đình mỗi ngày. Chị đang có điểm hơn, chị có thể lựa chọn. Em chọn siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn, người mẫu Lan Phương xin bật mí. Cộng 1.000 điểm, chúc mừng. Đến lượt của ca sĩ Nguyên Đức, anh có một lần muốn bỏ qua thì sẽ cho qua. Tôi xin tiếp tục. Với sữa đậu nành V-Fresh. Vâng. Dạ. Yeah. Xin mời người mẫu Lan Phương và 1.000 điểm chia sẻ với anh. Và đây là lần đầu tiên mà trong tất cả chương trình của siêu thị may mắn chưa bao giờ có được, đó là số điểm của hai người chơi đến giờ cuối cùng vẫn bằng điểm nhau. Hiện đang mỗi người có 1.000 điểm. Tiếc là không thể nào bật mí được ô cửa số 4 và số 5, nhưng mà thần tài cho hai người một cái điều lựa chọn là mình muốn chọn ô cửa nào đầu tiên để biết được thần tài đệ tử nằm đâu. Chị chọn đi. Em chọn ô số 4. Số 4. Thế còn anh Nguyễn Đức có đồng lòng là số 4 luôn không? Đồng lòng số 4. Đồng lòng số 4. Chúng ta cùng nhau bật mí với người mẫu Hoàng Kha, ô cửa số 4 sẽ là ô cửa đặc biệt. Được nhập khẩu từ Malaysia với kiểu dáng hiện đại, sang trọng, vận hành mạnh mẽ, Sumikura được sản xuất theo công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Sumikura luôn mang đến những kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời tại chính ngôi nhà thân yêu của bạn. Và ô cửa số 5 sẽ là, xin mời người mẫu Lan Phương. Máy tính tiền thế hệ mới Tân Phú Vinh với ưu điểm truy cập dữ liệu từ xa, tự động truyền số liệu, sản phẩm đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Dạ, yeah, bảng chia đôi. Và thần tài xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ của chương trình siêu thị may mắn Nệm Vạn Thành, cũng như xin cảm ơn sự hỗ trợ của thời trang Lee Hen, cũng như chuyên gia trang điểm Hoàng Abi. Một lần nữa xin chúc quý vị một ngày chủ nhật thiệt êm đềm và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin mời tất cả các thương hiệu hàng Việt Nam hãy đưa sản phẩm của mình giới thiệu trong chương trình siêu thị may mắn. Tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt, hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 38235963. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thị may mắn do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của Nệm Vạn Thành. Và hôm nay chúng ta biết ba người chơi là những bạn thanh niên rất trẻ trung, rất năng động và cũng rất là xinh xắn nữa. Và ta đã gặp họ ở trong hoàn cảnh nào? Được, ta sẽ kể cho mọi người nghe nhé. Hồ Biên.
Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh cây già lá trổ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình. Hay quá! Các bạn đang làm gì vậy? Dạ tụi em đang còn tập văn nghệ cho một buổi hội trại thanh niên sắp tới. Giỏi quá ta, bạn có thể tự giới thiệu với thần Tài và quý vị khán giả không? Em tên là Nguyễn Hồng Thị Tiên, sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, còn bạn? Dạ còn em là Nguyễn Hoàng Hải, hiện tại là sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học Sài Gòn. Còn em là Trương Tuấn Đông, hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại thương. Bây giờ chúc mừng cho ba sinh viên đã trở thành người chơi có siêu thị may mắn tuần này nha. Đồng ý không? Yeah. Oh, yeah. Đó, và bây giờ đầu tiên thì ta xin giới thiệu, đây là thần tài đệ tử của ta. Và sắp tới là sẽ những ngày của dành cho thiếu nhi rồi, cho nên đang được ưu ái lắm. Không biết là các bạn ở đây có thể tặng cho đệ tử của ta một món quà gì đó hay không? Hoặc là một cái câu chuyện nào liên quan đến các bạn thiếu nhi không? Bạn Thủy Tiên, bạn có thể kể cho ta nghe không? Bây giờ thì Thủy Tiên xin đố thần tài và đố tất cả các bạn chơi ở đây. Ồ. Là đoán ra được cái câu hát mà Thủy Tiên sẽ hát là các bạn đã từng nghe ở đâu? Con là con nít đó thì con chắc chắn biết nhiều ha. Con thử nghe thử có phải không nha. Rồi, mời bạn. Con cá vàng, con cá vàng, con cá vàng màu xanh lá cây. Trời, câu này nghe quen quen, ta hình như nghe ngoài đường chứ không phải nghe trong nhà đâu. Ủa mà sao con cá vàng lại màu xanh lá cây? Thì vậy mới đố. Cái câu này rất là quen thuộc, hình như là những cái món đồ ăn á, bán buôn gì ngoài đường á. Con có biết cái câu này nó nằm ở đâu không? À, ở ngoài đường. Nhưng mà bán cái gì không? Dạ, bán kem. Biết ngay mà. Thế nào rồi? Con có thích ăn kem không? Dạ, thích. Hay quá. Như vậy phải là chỗ bán kem mà mấy cái xe đẩy kem nó hát bài này không mà Thủy Tiên? Chính xác. Wow, hay quá, chúc mừng nha. Vậy chút xíu nữa cô Thủy Tiên sẽ dẫn thần tài đệ tử ta đi ăn kem được không? Nếu như mà thần tài con phù hộ cho cô Thủy Tiên may mắn thì Thủy Tiên sẽ dắt thần tài đi ăn kem. Chắc chắn rồi. Thế còn bạn Tuấn Đông, bạn có một kỷ niệm nào đó với lại các bạn thiếu nhi không? Vâng ạ, nhắc đến kem thì mình lại nghĩ đến một kỷ niệm của mình. Mà không biết kỷ niệm này gọi là vui hay là buồn nữa. Ủa gì hả? Kể đi, bật mí đi. Tức là vào một mùa mưa năm ngoái thì mình với bạn gái có đi ngoài đường và gặp trời mưa rất là to. Cả hai đều ướt hết và cảm thấy rất là lạnh. Tự nhiên bạn gái của mình mới thủ thị với anh rằng anh ơi, mình ghé quán kem ngồi ăn đi. Bạn gái của bạn rất là lạ ha, là trời mưa mời đi ăn kem. Tự nhiên hồi đó trong lòng ở bên ngoài thì rất là lạnh đó. Trong lòng cảm thấy rất là vui, rất là ấm áp. Và tại vì trước đây toàn mình mời bạn gái đi ăn không à. À, hôm nay được bạn gái mời thích quá. Và bữa đó thì bạn mấy ly? Bữa đó mình tranh thủ ăn mà ăn nhiều, 4 ly lận. Bạn gái mời mà mình ăn 4 ly. Rồi sau đó ăn xong thì bạn gái mới lặng lẽ ngồi gần và vỗ vai anh bảo là anh ơi. Trời, mình không biết bạn gái nói gì. Lãng mạn quá. Anh ơi, sao vậy em? Mai mình chia tay đi. Thì đúng rồi, đó cái đó điều hiển nhiên rồi. Tôi biết lý do sao mà cô ấy chia tay đó. Người ta mời thì ăn ít thôi, ăn những ly thôi, quất 4 ly, người ta chia tay là đúng rồi. Thì đó là cái kỷ niệm của bạn Tuấn Đông. Chắc cũng chưa vui, chưa buồn. Thế còn bạn Hoàng Hải? Thì cũng chia sẻ với anh, với các bạn khán giả rằng là hôm trước thì em có đi siêu thị, thì trong túi là chỉ có khoảng 200 ngàn thôi. Mua xong đồ hết rồi, tự nhiên giờ tận thèm kem quá trời luôn. Cái chạy ra mua kem. Chạy ra mua kem lúc tính tiền, trời ơi, thiếu tiền. Vậy là ngậm ngùi trả, phải trả lại cái hộp kem đó. Buồn ơi là buồn luôn. Mà cái hộp kem đó bao nhiêu tiền mà thiếu? Dạ 50. Mà đem có 200 mà. Ủa sao kỳ vậy, 50 mà đem 200 mà vẫn còn thiếu hả? Dạ. Ủa sao ngộ vậy? Tại tiền là hết 200 mấy rồi, tiền mua đồ kia nữa. Cuối cùng là tự nhiên mình ngậm ngùi phải bỏ lại thôi, tại mấy đồ kia quan trọng hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi được rồi, với không khí rất vui tươi này, đặc biệt là chút xíu nữa ba bạn nhớ là dẫn thần tài đệ tử ta đi ăn kem nha. Ta sẽ mời ba bạn trước khi đi ăn kem sẽ đến với lại vòng thi đầu tiên được mang tên sản phẩm may mắn. Gối năm gòn cao cấp của công ty nệm Vạn Thành được làm từ hạt gòn Bibon Fiber, có tác dụng duy trì sự đàn hồi lâu dài. Sợi bông gòn đã qua quy trình xử lý nhằm chống các tác nhân gây dị ứng, đem lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu. Nước mắm ngon siêu sạch cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Bình sữa Baby Care, công nghệ tiên tiến độc quyền của Úc,
làm bằng nguyên liệu nhựa cao cấp polycarbonat, thiết kế theo rãnh sóng khế dọc thân bình. Gel Manginovim 120ml có tác dụng kháng khuẩn, nấm, virus, khử mùi. Sản phẩm đã ứng dụng kết quả thử nghiệm lâm sàng của các nhà khoa học Liên bang Nga, là sản phẩm của công ty V-Medimate Tây Ninh. Cốt thoái vương giúp tăng cường tuần hoàn và dinh dưỡng đến sụn khớp, xương, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa thoái hóa đốt sống, gai đốt sống và thoát vị đệ đệm. Sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Viên uống Bảo Xuân chứa tinh chất mầm đầu tương và các dược liệu quý. Bảo Xuân giúp duy trì thời kỳ xuân sắc cho phụ nữ. Bảo Xuân gìn giữ nhan sắc tuổi thanh xuân. Viên ngậm Bảo Thanh được bào chế từ ô mai, mật ong và các thảo dược, phát triển từ bài thuốc đông y nổi tiếng xuyên bối tỳ bà cao. Bảo Thanh bổ phế, giảm ho và ngứa rát họng. Sữa đậu nành V-Fresh được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận đạt tiêu chuẩn tốt cho tim mạch. Thức uống bổ dưỡng tuyệt hảo cho bạn và cả gia đình mỗi ngày. Ở vòng thi đầu tiên, sản phẩm may mắn, ta sẽ cho mỗi người một chiếc xe đẩy. Nhưng mà chỉ có để yên thôi chứ không được quyền đẩy. Mà nhiệm vụ của ba người chơi là sau khi xem đoạn clip gồm 10 sản phẩm, phải chạy đến chiếc kệ này lấy ra mỗi lần một sản phẩm. Và đúng 10 sản phẩm sẽ được gom hết cái 10 sản phẩm đó đi về nhà. Bây giờ thì con ơi. Dạ, đằng sau quay. Gói ôm gòn dạng thành, nước mắm cabin nhãn đỏ 500ml, khăn giấy ướt baby hair, dung dịch vệ sinh Maginovim 120ml, cốt thoái dương Bảo Xuân, sữa đậu nành V-Fresh, viên ngậm Bảo Thanh, gói nằm gòn Vàng Thành và nước mắm cabin xanh 750ml. 3, 2, 1, bắt đầu! Chạy thật nhanh! Nhớ đừng có bỏ lộn xe của người khác, tranh thủ đừng có lấy lộn, không được lấy dư, không được lấy thiếu. Bởi vì dư cũng bị trừ điểm, mà thiếu cũng bị trừ điểm, lấy lộn cũng bị trừ điểm. Nhớ chưa? Nhanh lên! Chạy nhanh, đừng suy nghĩ nhiều. Nhớ! Hồi nãy nhớ 10 sản phẩm là gì? Chạy nhanh thiệt nhanh! Chỉnh phụ con! Chỉnh thủ! Thôi nhanh thiệt nhanh! Mau! Chạy thiệt nhanh nha! 3, 2, 1, hết giờ! Bây giờ thì để xem ba người chơi chúng ta đã lấy được 10 sản phẩm hay chưa nha. Đầu tiên là sản phẩm gối ôm gòn dạng thành. Cả ba đều có luôn. Nước mắm cabin nhãn đỏ 500ml. Và chỉ có một mình Tuấn Đồng lấy được nhãn đỏ thôi. Chúc mừng. Khăn giấy ướt barbecue hair. Cả ba đều có luôn. Dung dịch vệ sinh Maginovim 120ml. Hai người có. Cốt khói dương. Ba người có. Bảo Xuân. Một người có. Viên ngậm Bảo Thanh. Cả ba có luôn. Sữa đậu nành V-Fresh. Cả ba đều có. Gói nằm gòn dạng thành. Cả ba cũng có luôn. Và cuối cùng là nước mắm cabin xanh 750ml. Có hai người có thôi. Bây giờ thì kết quả như thế nào vậy con? À, chú Hải được 9 sản phẩm. Chú Tiên được 8 sản phẩm. Chú Đông được 7 sản phẩm. Wow, như vậy thì xin chúc mừng chú Đông và cô Thủy Tiên. À, mỗi người được 1.000 điểm. Riêng chú Hải 9 sản phẩm cho nên được 2.000 điểm. Và chúng ta sẽ đến với phần thi gì con? Chiếc gợi may mắn. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Siêu thị may mắn. Và quý vị lại đang đến với chương mục dành riêng cho khán giả truyền hình. Vâng thưa quý vị, mỗi tuần thì chúng ta lại có một vị khán giả may mắn và là chủ sở hữu của số tiền lên đến 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura của chúng tôi. Và có thể nói là không thể nào có thể nói hết niềm vui của một vị khán giả may mắn trong mỗi số của chương trình siêu thị may mắn của chúng ta, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là mong muốn vị khán giả đó sẽ là quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình, tất nhiên là với điều kiện quý vị phải vừa gửi tin nhắn ở tuần trước. Quý vị còn nhớ câu hỏi của chúng ta tuần trước là gì không ạ? Xin được cho phép Quỳnh Chi nhắc lại, đó là ai là người đã chạy lên nóc Dinh Độc Lập và treo lá cờ lên vào ngày 30 tháng 4 năm 1975? Bùi Quang Thận, Phạm Xuân Thệ hay là Dương Quang Lựa? Ba cái tên mà Quỳnh Chi nghĩ rằng một câu hỏi rất hay nhưng cũng khá là khó với những vị khán giả của chúng ta. Thế nhưng cũng đã có rất nhiều vị khán giả đã trả lời đúng câu hỏi này. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án số 1, đó chính là Bùi Quang Thận. Thưa quý vị, thời điểm đó ông là trung úy, đại đội trưởng và đã có mặt trên chiếc xe tăng mang biển hiệu 843 và là một trong những chiếc xe đã tiến vào Dinh Độc Lập đầu tiên. Ông cũng chính là người Việt Nam đầu tiên đã chạy lên nóc Dinh Độc Lập và kéo lá cờ cách mạng của chúng ta lên để báo khoảnh khắc cuối cùng của chiến tranh cũng như là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Giờ khắc lịch sử đó là lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Vâng thưa quý vị, như vậy thì xin được chúc mừng những vị khán giả nào đã có câu trả lời đúng, đó là đáp án số 1 của chúng ta. Bây giờ đây thì phải có thêm một chút xíu may mắn nữa quý vị mới có thể là người chiến thắng. Chúng ta hãy cùng đến với đợt quay số nhé. Và sau đây chúng ta cùng bấm phím ngẫu nhiên để chọn ra người may mắn trong tuần vừa qua. Trong tuần qua có 2.856 lượt khán giả gọi điện và gửi tin nhắn tham gia chương trình. Trong đó có 482 lượt trả lời chính xác câu hỏi của siêu thị may mắn đưa ra. Và chúng ta hãy cùng xem ai là người may mắn trong tuần vừa qua. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0122-824-9232 đã nhắn tin vào lúc 22:34 ngày 1 tháng 5 2011. Vâng, như vậy là 4 triệu đồng tiền mặt đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura đã dành cho quý vị khán giả vừa rồi, là chủ nhân của số điện thoại may mắn được lựa chọn trong rất là nhiều số điện thoại của chúng ta. Chắc là rất là nhiều vị khán giả khác cũng tham gia chương trình đang rất là ganh tị với người chiến thắng. Thế nhưng là quý vị ơi, phần quà của chúng ta vẫn còn và còn rất là nhiều câu hỏi thú vị đang chờ đón quý vị. Cũng như là trong chương trình ngày hôm nay, Quỳnh Chi cũng đã chuẩn bị cho quý vị một câu hỏi rất hay. Mong rằng quý vị sẽ lắng nghe thật là chăm chú, tìm ra cho mình đáp án chính xác và cùng nhắn tin tham gia chương trình để chúng ta có thể trở thành người chiến thắng tuần sau thì sao? Và với câu hỏi kỳ này thì sẽ là một câu hỏi về thế giới động vật của chúng ta. Quỳnh Chi đố quý vị nhé, đó là động vật nào lớn nhất trên trái đất hiện tính đến thời điểm hiện tại? Và chúng ta có 3 đáp án để quý vị lựa chọn. Số 1 đó là voi, số 2 đó là hươu cao cổ và số 3 đó là cá voi xanh. Thưa quý vị, xin được nhắc lại chúng ta có 3 đáp án. 1 đó là voi, 2 là hươu cao cổ và 3 là cá voi xanh. Một câu hỏi Quỳnh Chi nghĩ rằng không quá khó để quý vị có thể tìm được đáp án chính xác đúng không ạ? Thế thì còn chừng chờ gì nữa, quý vị có thể bắt điện thoại lên và soạn tin nhắn ngay bây giờ STMM khoảng trắng X và gửi đến 8334, hoặc là quý vị cũng có thể gọi về số 19001763 và làm theo hướng dẫn. Đây là hai cách tham gia rất là quen thuộc và một phần quà đang chờ đón quý vị cũng vẫn là 4 triệu đồng tiền mặt rất là hấp dẫn đến từ đơn vị tài trợ máy lạnh Sumikura. Chúc quý vị sẽ là người chiến thắng lần sau nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại chương trình cùng với chúng tôi. Gối nằm gòn cao cấp của công ty nệm Vạn Thành được làm từ hạt gòn Bibon Fiber, có tác dụng duy trì sự đàn hồi lâu dài. Sợi bông gòn đã qua quy trình xử lý nhằm chống các tác nhân gây dị ứng, đem lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu. Nước mắm ngon siêu sạch Cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Nước ép trái cây V-Fresh có trong chai và ly là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên cho cơ thể khỏe mạnh và năng động mỗi ngày. Nệm lò xo Vạn Thành chế tạo từ nguyên liệu thép, khung lò xo bằng thép hợp kim nhập từ Anh Quốc, đảm bảo độ đàn hồi cao, mặt vải áo bọc nệm tạo cảm giác êm ái khi sử dụng. Sản phẩm có thời gian bảo hành từ 5 tới 7 năm. Nước mắm ngon siêu sạch Cabin của công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú, lần đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT. Dung dịch dùng ngoài Manginovim, chai xịt 60ml, có nguồn gốc tự nhiên, có tác dụng rửa, sát trùng, chống nhiễm khuẩn, nhanh làm lành vết thương. Manginovim là sản phẩm của V-Medimate Tây Ninh. Ghế thư giãn trắng nhựa, đây là dòng sản phẩm mới màu trắng ấn tượng với chức năng vừa là sofa và ghế thư giãn với kết cấu khung sườn chắc chắn, chất liệu composite theo tiêu chuẩn, sản phẩm rất thích hợp cho các căn hộ, sản phẩm của nội thất Phố Sinh. Chúng ta cùng đến với chiếc kệ may mắn của từng người chơi. Ta đã cho mỗi người một chiếc kệ rồi ha. Nhiệm vụ của ba người chơi là sẽ dự đoán 5 sản phẩm trên chiếc kệ của mình, những con số nào, cái giá nào thích hợp nhất, và trong khoảng cộng trừ 10% sai số thì chắc chắn cái sản phẩm đó sẽ đem về nhà của những người chơi. Bây giờ trong xe này rất là nhiều con số. Mọi người đã biết là có từ số 1 cho đến số 9 và ngay cả số 0 cũng có nữa, và thậm chí có số 10 cũng có nữa. Cho nên bây giờ mọi người đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chưa? 3 2 1 bắt đầu. Đây, đồng cơ hàng tài rất là nhiều con số đây. Còn số nào thì nói? 40. Đây, số 1, 1, đây. Số mấy, số mấy? Số mấy, số mấy, từ từ. Số 40, nhanh lên, nhanh lên. Sự trợ giúp của hai cô người mẫu Lan Phương và người mẫu Hoàng Kha, và ngay cả thần tài cũng trợ giúp. Rồi cuối cùng thì ba người chơi đã hoàn thành được cái vòng thi này. Mỗi người có một chiếc kệ. Đầu tiên chúng ta cùng đến với chiếc kệ của bạn Hoàng Hải. Sản phẩm đầu tiên là gối nằm gòn cao cấp của công ty Vạn Thành. Bạn Hoàng Hải chọn bao nhiêu ạ? Dạ em chọn là 85.000. Với chiếc máy tính tiền của công ty Tân Phú Vinh sẽ cho bạn biết. 85.000, chính xác. Nước mắm Cabin nhãn vàng, bạn chọn? 20.000. Và 20.000, chính xác.
Nước trái cây V-Fresh bạn chọn? Dạ 6.000. Và 6.000, chúc mừng. Nước mắm cabin nhãn xanh 750ml. Em chọn 20.000 luôn. Vẫn 20.000 và 15.900 đồng rồi. Bạn nên nhớ là màu vàng nó khác màu xanh. Sao thấy nó chai nó bự hơn mà. Nhưng mà chất lượng nó khác. Hương vị nó khác. Gói ôm cao su Vạn Thành. Em chọn 120.000 và 505.000. Nhưng mà không sao, bạn đã xuất sắc nhận được 3 sản phẩm. Đến chiếc kệ của bạn Thủy Tiên nha. Dung dịch dùng ngoài Maginovim 60ml, bạn chọn? Dạ, 40.000 đồng. Và 40.000 đồng, chính xác. Ghế thư giãn trắng nhựa của Phố Sinh. Em chọn là 8.211.000. Tại sao bạn chọn con số quá lẻ vậy? Dạ, bởi vì em nghĩ khi mà có thần tài ở đây thì chắc chắn em chọn số nào cũng có cơ hội may mắn. Tự tin với tao quá ha. Để xem chiếc máy của công ty Tôn Phú Vinh sẽ là 17.800.000 đã. Kế tiếp là nước mắm cabin nhãn vàng 500ml. Em chọn là 20.000 đồng. Có lẽ là chính xác, bởi nãy mình biết bên kia rồi đúng không? Và 20.000 đồng. Nước trái cây cam của V-Fresh 6.000 đồng. Có lẽ chính xác, 6.000 đồng. Gói nằm gòn Vạn Thành 85.000. Và người mẫu Lan Phương sẽ cho biết là 85.000, chính xác, chúc mừng. Như vậy bạn Thủy Tiên đã chính xác được 4 sản phẩm. Chúng ta cùng đến với chiếc kệ cuối cùng của bạn Tuấn Đông. Sản phẩm gói nằm cao su Vạn Thành, bạn chọn bao nhiêu ạ? Dạ em chọn 428.000. 428.000 đồng, xin mời người mẫu Lan Phương. 428.000 đồng, chính xác. Dung dịch dùng ngoài Maginovim 60ml. Dạ em chọn con số 40. Và 40.000 đồng, chính xác. Nước mắm cabin nhãn xanh 750ml, bạn chọn? Dạ 20.000. Và bạn cũng biết rồi đó, bạn Hoàng Hải đã chọn kỳ bữa là 15.900. Chỉ có 15.900 đồng thôi. Chúng ta cùng đến với lại nước trái cây táo V-Fresh. Dạ 6.000 đồng ạ. Và 6.000 đồng, chúc mừng. Ghế thư giãn trắng nhựa của Phố Sinh, bạn chọn? Dạ em còn chọn con số là 17.200.000 đồng. Nhưng mà bị thiếu mất 2 con số 0, chưa tìm được. Rất là tiếc, nhưng mà để xem cái dự đoán của bạn có chính xác hay không nhé. Xin mời, 17.800.000 đồng. Rất là tiếc, bởi vì nếu có 2 số 0 nữa thì bạn đã thắng rồi đúng không? Nhưng mà không sao, bạn cũng đã hoàn thành được 4 sản phẩm. Sau phần thi này thì chúng ta có kết quả như sau. Bạn Hoàng Hải được 3 sản phẩm. Bạn Thủy Tiên được 4 sản phẩm. Và bạn Tuấn Đông được 3 sản phẩm. Cho nên bạn Hoàng Hải và bạn Tuấn Đông mỗi người được 1.000 điểm. Và bạn Thủy Tiên xuất sắc được 2.000 điểm. Trải qua 2 vòng thi chúng ta có kết quả như sau. Bạn Hoàng Hải đang có 3.000 điểm. Bạn Thủy Tiên cũng đang có 3.000 điểm. Và bạn Tuấn Đông đang có 2.000 điểm. Rất tiếc là phải chia tay với bạn Tuấn Đông. Bây giờ trước khi về thì bạn có ước mơ gì khi đến với chương trình này không? Dạ đến với chương trình ngày hôm nay thì thực sự em rất là vui khi được chơi với hai bạn chơi còn lại. Rất là thân thiện, rất là dễ mến như vậy. Và một cái điều mà em rất là thích đó là được chơi cùng với một thần tài rất là đáng yêu, danh Minh Béo. Và đây là cơ hội để em được gặp được anh. Vì bạn có món quà nào muốn tặng hai người bạn còn lại không? Hay là hai người bạn còn lại có món quà nào tặng cho bạn Tuấn Đông không? Dạ em nghĩ là chắc cả ba cùng tặng cho nhau. Hả? Cả ba tặng cho nhau một món quà gì đây ạ? Bởi vì ba bạn đều trẻ, đều dễ thương hết, đều năng động đúng không? Vì có thể một món quà nào nó tập thể không? Bây giờ đây thì Hải và Tuyên thì có một món quà nhỏ tặng cho Tuấn Đông nha. Tuyên ơi sẵn sàng chưa? Rồi nha, bắt đầu nha. 2, 3. Gầm nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai, đêm chung sông núi hẹn mai ta sung bay. Hay quá. Và chắc chắn là bạn Tuấn Đông sẽ rất vui vẻ khi ra về. Và chúc cho Tuấn Đông ngày càng học giỏi hơn và sẽ thành công trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng gặp lại với hai người chơi này nữa ở vòng thi kế tiếp được mang tên Ô Cửa May Mắn.
Chúng ta còn lại hai người chơi đó là bạn Hoàng Hải và bạn Thủy Tiên. Không biết là hai bạn có ý định chơi nữa không? Bởi vì các bạn đang có 3.000 điểm. Nếu như chúng ta chơi tiếp thì chúng ta đặt cược 2.000, chúng ta còn 1.000 đem về thôi. Còn nếu như chúng ta nếu như mà không chơi tiếp thì chúng ta sẽ bảo toàn số điểm là 3.000 đi về. Không biết là cả hai bạn muốn chơi nữa không? Thần Tài nghĩ là với sức trẻ thì chắc chắn là các bạn sẽ đi về đích đúng không ạ? Chắc chắn rồi ạ. Thế còn bạn Hoàng Hải thiếu tự tin hả? Dạ không, thì bây giờ hôm nay đến đây thì vui là chính thôi. Thật ra bây giờ thắng thua không quan trọng nữa, thôi em xin tiếp tục đi. Tiếp tục, chính xác. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá ô 1, ô 2 và ô 3 để kiếm được 6.000 điểm và có cơ hội lật tiếp ô 4 và ô 5, trong đó có một ô rất là đặc biệt. Bây giờ Thủy Tiên hay là Hoàng Hải, ai sẽ là người bật mí ô bảng đầu tiên? Bây giờ trên sân khấu đây thì còn anh với em thôi. Anh dùng em nha. Anh là con trai, anh xung phong đi. Hay rồi, lần đầu tiên mới thấy em xung phong, em xung phong. Xung phong ha, rồi bây giờ xin mời Hoàng Hải, bạn sẽ chọn tấm bảng nào ạ? Ô cửa nào trước? Em chọn 1 cửa... 2 3. Em chọn cửa số 2. Xin mời người mẫu Hoàng Kha sẽ bật mí cho chúng ta biết ô cửa số 2 bên trong sẽ là sản phẩm gì đây. Xin mời. Máy tính tiền thế hệ mới Tân Phú Vinh với ưu điểm truy cập dữ liệu từ xa, tự động truyền số liệu, sản phẩm đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta có hai tấm bảng, VV Boss và siêu thị may mắn. Không biết là Hoàng Hải sẽ chọn tấm bảng nào đây. Trước khi bạn Hoàng Hải chọn thì xin tặng cho hai người chơi mỗi người 1.000 điểm. Có không khí chưa? Rồi bây giờ bạn chọn đi. Có hai bảng nhưng mà giờ anh không biết là bảng nào ở tiên. Tiên giúp anh đi. Em nghĩ là anh nên lập bảng siêu thị may mắn. À, siêu thị may mắn. Rồi bởi vì Tiên kêu anh là chọn là siêu thị may mắn đúng không? Thế nên bây giờ anh sẽ lật VV Boss. Chắc chắn không? Chắc chắn. Và xin mời người mẫu Hoàng Kha bật mí, VV Boss sẽ là âm 1.000 điểm. Không sao, không sao, cái gì cũng khởi đầu thì cũng phải khó khăn chút. Thế còn bạn Thủy Tiên, bạn có muốn bật mí tấm bảng siêu thị may mắn không? Dạ có, xin lật cho em. Xin mời người mẫu Hoàng Kha và âm 2.000 điểm. Như vậy rõ ràng bạn còn may mắn hơn bạn Thủy Tiên. Xin cảm ơn Tiên rất nhiều. Thế thì bây giờ hai bạn đã qua được cái ô cửa đầu tiên. Bây giờ đến lượt của Thủy Tiên, bạn chọn ô cửa nào ạ? Dạ, ô cửa số 1. Ô cửa số 1 với người mẫu Lan Phương xin được bật mí. Sữa đậu nành V-Fresh được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận đạt tiêu chuẩn tốt cho tim mạch. Thức uống bổ dưỡng tuyệt hảo cho bạn và cả gia đình mỗi ngày. Có hai tấm bảng, chính giữa là người mẫu Lan Phương. Bạn thích bên trái hay bên phải của Lan Phương? Vẫn là ô siêu thị may mắn. Chung thủy với siêu thị may mắn. Và xin mời người mẫu Lan Phương bật mí. Âm 1.000 điểm. Không biết nói sao hơn. Thấy còn bạn Hoàng Hải ạ. Bạn có muốn lật tấm bảng V-Fresh không? Hay là muốn cho qua? Không phải lúc nào trừ hoài đâu. Và cũng không lúc nào cộng hoài đâu. Dạ run quá. Thấy trừ không mà nãy giờ trừ 2 lần rồi. Biết đâu mở ra thì cộng thì sao? Rồi bây giờ mở luôn, V-Rest. Rồi biết đâu là trừ thì sao? Thôi em quyết định rồi, em mở V-Rest. Chắc nha. Dạ chắc luôn. Cái này thần tài góp ý cho vui thôi. Chứ thần tài cũng đâu có biết bên trong là gì. Cầu chắc thần nha. Tài, cầu thần tài phù hộ. Thần tài phù hộ cho V-Fresh. Và cộng 2.000 điểm chúng ơi. Nhắc thần tài phù hộ liền yên tâm. Chúng ta còn ô cửa cuối cùng là ô cửa số 3. Chúng ta sẽ cùng nhau bật mí nha. Xin mời người mẫu Lan Phương. Tiêu khiết thanh, khản tiếng, mất tiếng hay xảy ra với những người thường xuyên nói nhiều, nói to, nói liên tục như giáo viên, cổ động viên, bán hàng, người dẫn chương trình. Tiêu khiết thanh giúp hỗ trợ và điều trị khản tiếng, mất tiếng, giúp giọng nói trong sáng hơn. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Dẫn hai tấm bảng, bạn Thủy Tiên, bạn lật tiếp không? Có lẽ là không còn gì để mất phải không ạ? Bạn cứ lật đi, bạn thích siêu thị may mắn nữa không? Một lần cuối cùng. Ô siêu thị may mắn. Dạ, yeah, tấm bảng ô siêu thị may mắn sẽ là cộng 1.000 điểm. Chúc mừng. Thế còn bà Hoàng Hải, bạn có muốn lật tiếp không hay là bạn muốn bảo toàn số điểm của mình? Anh ơi mà giờ bảo toàn thì sao? À, bạn sẽ không lật. Bạn có một lần không lật. Bạn đang có 2.000 điểm. Thôi bây giờ với tinh thần như là ban đầu em đã nói là vui là chính, thôi em lật luôn. Lật luôn, sức trẻ là biểu hiện ngay tại bây giờ. Xin mời người mẫu Lan Phương và âm 1.000 điểm. Chúc mừng bạn đã lựa chọn âm 1.000 điểm. Trải qua sự lựa chọn rất là khó khăn và đầy kịch tính thì cuối cùng chúng ta có số điểm như sau. Bạn Hoàng Hải đang có 1.000 điểm. Và bạn Thủy Tiên chưa có điểm nào.
Rất tiếc là hai bạn không có thể lựa chọn ô cửa số 4 và ô cửa số 5 để tìm ra được ô cửa đặc biệt. Nhưng mà thần tài sẽ bật mí cho tất cả các bạn biết là ô cửa nào là ô cửa đặc biệt nha. Xin mời ô cửa số 4 mở ra. Viên uống thảo dược Hamega được bào chế từ diệp hạ châu đắng, vọng cát nhân trần giúp giải độc gan do bia rượu, bảo vệ và phục hồi tế bào gan, góp phần loại trừ dấu hiệu nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi sau khi uống. Hamega giúp cho chức năng gan của nam giới hoạt động khỏe mạnh. Hamega bảo vệ và giải độc gan cho người dùng bia rượu. Và tấm bảng chia đôi. Còn ô cửa số 5 có phải là đặc biệt hay không? Thần tài đệ tử ơi. Dạ. Phải con ở ô cửa số 5 không? Phải. Rồi xin mời ô cửa số 5 mở ra để chào đón thần tài đệ tử của sản phẩm Sumikura và ô cửa đặc biệt. Được nhập khẩu từ Malaysia với kiểu dáng hiện đại, sang trọng, vận hành mạnh mẽ, Sumikura được sản xuất theo công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Sumikura luôn mang đến những kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời tại chính ngôi nhà thân yêu của bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều khi đã đến với chương trình Siêu Thị May Mắn. Một lần nữa, thần tài xin chân thành cảm ơn Niệm Vạn Thành đã tài trợ cho chúng tôi chương trình Siêu Thị May Mắn này. Và cũng không quên cảm ơn sự hỗ trợ của thời trang Lee Hen và chuyên gia trang điểm Hoàng Abi. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật thiệt vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Việt Nam hãy đưa sản phẩm của mình giới thiệu trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt, hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 38235963. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.